Vâng, Tín Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì lại lên nhanh xả kho nhanh bác một số mã hàng nha. Để các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên nhá. Đấy, 200 trở lên là bên em miễn phí ship với bác rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Đấy, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video này. Đó. Rồi mã đầu tiên thì đây, lên luôn xả kho luôn bác, đó là cái mã vỉ đũa Nhật các bác nhá, vỉ đũa Nhật 10 đôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ đũa Nhật 10 đôi này, rất xịn sò và cực kỳ đẹp luôn. Con này thì chất liệu của nó là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, bằng sợi thủy tinh và nó chịu được nhiệt độ lên đến là 200 độ C này. Có kiểm soát 99% vi khuẩn và nấm mốc nhá. Bình thường là các bác hay xài những cái dòng đũa gỗ ấy là nấm mốc rất là nhiều. Đấy, nấm mốc rất là nhiều và các bác xài đặc biệt là cái mùa mưa mùa ẩm ấy, nấm mốc nó sinh sôi này nó rất là nhiều mà dùng rất là nguy hiểm độc hại nhá. Thì các bác chuyển cho em sang dùng cái đũa này. Đấy, thì chắc chắn là sẽ có nhiều bác hỏi là cái đũa này gấp nó có trơn không, thì đảm bảo bác luôn là các bác gấp hạt lạc thoải mái luôn nhá. Đấy, hạt lạc là các bác cứ gấp thoải mái cho em luôn, bao dùng bao xài luôn. Nếu mà các bác về gấp mà đũa mà nó trơn em cho các bác giả lại luôn. Đũa thì cầm cực kỳ là sang trọng và lịch sự này, thiết kế rất là đẹp luôn và cầm rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, cầm rất chắc chắn và rất là vừa tay. Hàng đũa của Nhật thì các bác yên tâm về chất liệu rồi, 100% chất liệu bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, không lo nó bị cong vênh này, không lo nó bị nấm mốc này và dùng rất an toàn cho sức khỏe luôn. Đó, chịu được nhiệt độ lên đến là 200 độ C nhá, dùng rất là đảm bảo sức khỏe. Đó thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ đũa Nhật 10 đôi nhá. Một vỉ này là 10 đôi, giá của nó thì hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Đũa trước đang bán bác là 50.000 vỉ, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có là đi 30k có nhá, 30.000 một cái vỉ đũa Nhật 10 đôi nha. Đấy, 30.000 cho một vỉ đũa Nhật 10 đôi. Đũa thì em quay cận cảnh cho bác đây rồi, đũa rất là đẹp. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Đấy, về các bác dùng em bảo hành cho bác đũa luôn, riêng đũa này bên em bảo hành bác luôn, dùng thích lắm. Đấy, mà cái này em đang dùng, em dùng khoảng tầm 3 năm này, dùng thích cực kỳ. Đó, mà dùng nó bền các bạn, không lo nấm mốc, không lo cong vênh, không lo nó bị hôi đũa nhiều cả, dùng sạch lắm. Đó, dùng sạch sẽ ok. 30k một vỉ đũa Nhật 10 đôi quá nhá. Cái này thì các bác cứ về, nếu mà nhà đông người các bác cứ mua cho em 5-7 vỉ về, các bác thay cho em một loạt cái đũa ở nhà đi. Đấy, mình thay những cái đũa ở nhà. Thứ nhất là nhìn cho đồng bộ, thứ hai là nhìn cho nó đẹp, lịch sự, sang trọng. Đấy, mấy khi mà có khách có khứa đến là nhìn nó đồng bộ, nó đẹp, sang trọng là cũng ưng cái mắt rồi. Đấy, khách khứa người ta đến là cũng ưng cái mắt rồi. Đấy, làm cho em 5-7 vỉ về nó không đáng bao nhiêu tiền, có hơn 100.000 thôi. Về thay một loạt cái đũa ở nhà, sạch sẽ dùng ok nhá. 30.000 một vỉ đũa 10 đôi nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái cây súng mồi lửa này, lâu không quay bác coi này. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây súng mồi lửa nhá. Cây này thì giá cũng hạt rẻ bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây súng mồi lửa này. Đấy, 20k một cái cây súng mồi lửa này, chỉ có 20.000 một cái mà dùng tiện vô cùng luôn. Đó. Về các bác có thể là thắp hương, thắp nến này ở trên bàn thờ này, mình mồi bếp này, mồi lửa, mồi bếp ga, bếp củi, bếp lửa, bếp dơ này, rất tiện dụng luôn. Và cái con này là rất là hay là khi mà hết ga là các bác có thể là bơm ga lại được. Đây, nó có cái lỗ bơm ga này và sẵn trong này là nó có ga sẵn rồi thì về các bác có thể xài luôn. Bấm cho em cái này, lên lửa luôn. Bấm cái lên lửa luôn. Đấy, bấm cái lên lửa luôn, rất nhạy nhá. Đây, ở đây là cái phần nút chỉnh ga to nhỏ, đây là cái nút khóa lẫy. Thì bình thường là bên em gửi đi nó sẽ khóa lẫy lại vào, còn về các bác muốn mở thì các bác đẩy cái này lên. Đó, và các bác bấm cái ra luôn, rất tiện dụng, rất là nhạy nhá. Mà chỉ có 20.000 thôi. Mà cái con này nó cầm nó to tát này, bình thường là các bác cầm những con máy lửa nó rất là nhỏ, nhiều khi các bác để những cái chỗ nào quên tìm đi tìm lại rất là mất công. Đấy, rồi đặc biệt các bác mắt kém rồi, già cả rồi. Đôi khi là tìm những cái đồ nhỏ nhỏ rất là khó tìm thì các bác mua trong cái con này về, to tát chắc chắn, dễ cầm, dễ sử dụng này. Đấy, mà cái đầu nó khá là dài. Các bác ngồi những phần khe kẽ mình chọc vào mình bấm cái lên luôn. Đó. 20k một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây súng mồi lửa nhá. Mồi bếp, mồi nến, mồi hương, để trên bàn thờ, để ở dưới bếp mình mồi rất nhiều thứ luôn. Súng mồi lửa nha, 20.000 một cây súng mồi lửa nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho mã hàng đó là cái cây chổi lông xù. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây chổi lông xù. Cái con này nó là dạng cái chổi xù nhưng mà cái sợi của nó là bằng cái sợi cước nhá, nên các bác xài rất là bền. Đấy, và cái rất hay là các bác có thể bẻ cong đi. Đấy, bẻ uốn cong đi, những cái chỗ vị trí khó là các bác có thể bẻ đi, các bác uốn và để các bác luồn lách cho em rất ok luôn. Đó, con này rất là chắc chắn nhá. Mà ở đây thiết kế phần đầu này, các bác nhìn này. Đấy, cái phần đầu nó dạng đầu nhọn mà đây chỉ cho bác coi luôn nhá. Ví dụ như các bác có những cái phần khe kẽ mà các bác muốn nó sạch sẽ đi, đấy các bác cọ rửa sạch sẽ đi thì đây các bác sẽ rút cho em, đút cái này vào cho em. Đó, thấy không? Đấy, các bác đút hết cỡ vào và các bác giật nó lại này. Sạch sẽ ngon này luôn nhá. Rất tiện dụng này. Đấy, những cái lỗ nhỏ là nó có thể luồn vào luôn. Đấy, hay lắm. Đấy, các bác có thể về vệ sinh, ví dụ như là rửa xe, rửa cộ này rồi là mình có thể vệ sinh những cái đồ đạc nhà mình. Đấy, mình cho vào mình tuốt phát là nó sạch luôn.
Đấy, nó cái dạng cước nên là cái sợi cước này rất là bền. Đó thì em báo giá luôn nhá. Đây nó còn phần cán tay cầm. Nó cũng dài đấy, khá là dài, 2 4 khoảng tầm 50 cm nhá, khá là dài đấy. À, chổi lông xù nhá. Bên em đang gửi bác là chỉ có 30.000 một cây thôi. Đấy, 30k nhá, 30k. Một cái cây chổi lông xù nha, dạng cước nha. Đấy, 30k một cái nhá. À, lên mã giúp cho em đó là cái mã đèn pin độ đầu cảm biến nhá. Con này thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái đèn độ đầu cảm biến nha. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn đội đầu. Đấy, đèn đội đầu cảm biến nhá. Đấy, cảm biến. Giá của nó sẽ là 130.000 một cái này. Đấy, 130k một cái đèn độ đầu cảm biến nhá. 130.000 một cái. Đó, dùng rất là tiện luôn đây. Về các bác mở nó cho em. Đó. Bên trong thì sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, rồi là cộng dây cáp sạc này. Con này sử dụng cái cổng USB để nó sạc, và chân vào nó sẽ là chân Type-C. Và đây là thân đèn chính này. Đó, thì đây bỏ dây sạc quên, giới thiệu luôn cho bác cái cây đèn. Cái phần dây đeo đây, dây đeo thì co giãn 4 chiều, dạng dây đeo 4D, đeo rất là êm luôn. Đó, và có thể chỉnh được theo cái vòng đầu nhá. Ở đây nó có phần điều chỉnh vòng đầu để các bác tùy chỉnh nhá. Phần chip LED siêu sáng này, có nhìn này. Đấy, phần chip LED siêu sáng. Đó, cực kỳ sáng luôn, sáng lắm. Con này sáng, bao sáng bác xài luôn. Đó, có thể gặp đi gặp lại rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, hàng chất chắc chắn, cầm đèn nặng trịch luôn. Và đây là cái phần nút bấm này, các bác có thể bật lên này. Đấy, một các chế độ sáng khác nhau luôn, 1 này, 2 này, 3 này, cả nháy như các thứ luôn. Đấy, và con này rất hay là có thể chỉnh pha nhá, chỉnh pha nhỏ vào này, chỉnh pha rộng ra này, là bằng cái thao tác là các bác xoáy trên cái vòng này xem. Đấy, xoáy vòng này là nó sẽ chỉnh pha to nhỏ vào này. Và một cái chức năng rất là hay là khi mà các bác muốn chuyển sang chế độ cảm biến là như kiểu vẫy tay thì các bác bật cho em về cái nút wifi này, bật về nút wifi nhá. Đây em sẽ vẫy cho bác coi. Đó, đây vẫy cái đèn sáng này, vẫy cái đèn tắt này, đó tắt này, sáng này, đó tắt này, đó sáng này, tắt này, sáng này, đấy, tắt này. Đó, nó như kiểu ảo thuật đấy các bạn, rất là hay. Ở đây nó có hai con mắt cảm biến này, đấy thấy không, đấy hai con mắt cảm biến, các bác chỉ việc vẫy tay vào đây cái là nó tự động nó sáng lên luôn, rất là hay. Đó là cái chức năng cảm biến nhá. Và con này khi mà các bác bật lên nó sẽ báo luôn cả cái phần trăm pin đây luôn, để các bác có thể là biết là nó còn pin hết pin để mình chủ động sạc nhá. Ở đây thì bên hông này là cái phần cổng sạc này, một chân Type-C là sạc vào và một cái chân USB là các bác sạc ra. Thì mình ví dụ như là mỗi lần điện thoại hết pin thì mình có thể cắm vào đây để các bác sạc điện thoại luôn, rất là tiện. Nói chung cũng khá là hay đấy. Đó, một con đèn đội đầu cảm biến nhá, nó có chức năng cảm biến vẫy tay tự động bật tắt khi mà mình vẫy tay đấy. Em vừa quay cho bác coi đấy. Đó thì sản phẩm này đang có giá là 130.000 nhá, 130.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đèn đội đầu. Đấy, đèn đội đầu cảm biến vẫy tay. Đấy, cảm biến vẫy tay bật tắt này, giá của nó sẽ là 130k một cái đèn đội đầu cảm biến này, 130.000, chắc chắn chất lượng mà rất là sáng luôn. Tiếp theo thì đây thước đo thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ bác nhá. Đấy, thước đo là bên còn hàng. Bên em thì hiện tại nó có hai mã thước đo, đó là cái thước 7,5 m và cái thước 5 m. Và đặc biệt cái thước bên em thì đang bán với bác là đó là cái dòng thước mà có cả lỗ ban luôn. Đấy, thì nó sẽ là hai mặt, cái mặt trên này của nó sẽ là mặt thước này, đấy, các bác đo bình thường, và mặt dưới này của nó sẽ là đo lỗ ban để các bác đo phong thủy này. Đấy, tiến bảo đăng khoa tài trí khẩu thiệt lâm bệnh này, nghinh phúc lục hợp này, đấy, tài đức rồi là đỗ đạt, các thứ đầy đủ luôn. Nó gọi là cái thước mà phong thủy thì mặt sau của nó sẽ là mặt phong thủy, còn mặt trước để các bác đo bình thường. Đấy, đầy đủ hết luôn, có phần dây đeo lẫy cài rồi phần hãm thước lại, nói chung rất chắc chắn chất lượng. Bên ngoài vỏ bọc cao su chống va đập chống vỡ luôn, thước rất là bền các bác nhá. Con này thì hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đó thì bên em đang có hai mã là một mã 7,5 m và một mã 5 m này. Con 5 m này cũng có cả lỗ ban luôn nhá, đây lỗ ban đây. Đấy, 5 m và 7,5 m thì em báo giá luôn. Sản phẩm thước 5 m thì bên em đang có giá là 40.000 thôi. Đấy, thước 5 m nhá đang có giá là 40.000, còn nếu là sản phẩm là thước 7,5 m thì đang sẽ có giá là 50.000. nó chênh nhau 10.000 một con nhá. Đấy, 5 m là 40, còn 7,5 m thì là 50. Thì các bác lấy con nào thì cứ báo nha em, hoặc mình có thể lấy cả đôi tùy nhu cầu nhá. Đây 7,5 m đây thì đang bán là 50.000, còn là 5 m thì đang bán là 40.000. giá nói chung là giá siêu hạt rẻ luôn đấy. Đấy, giá siêu hạt rẻ để cho bác thợ thuyền anh em công trình các thứ rồi. Đấy, các bác mua về làm sử dụng nhá. 5 m là 40.000, còn cái loại 7,5 m thì đang gửi bác là 50.000 một con thước các bác nhá. Thước có kèm cả lỗ ban luôn nhá, mặt sau lỗ ban, mặt trước là thước bình thường. Đấy, về các bác đo phong thủy rất là tiện luôn, cứ lên mã giúp em sẽ là cái thước lỗ ban nhá, thước lỗ ban. Tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đuôi đèn điều khiển này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái đuôi đèn điều khiển nhá. Con này thì em báo giá luôn, cái đuôi đèn điều khiển này hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 80.000 một cái. Đuôi đèn điều khiển nhá, đuôi đèn điều khiển giá sẽ là 80k một cái đuôi đèn điều khiển này, 80.000 một cái thôi. Về dùng rất là hay và rất là tiện nhá. Về các bác mở hộp cho em này,
Bên trong này sẽ có là một bộ điều khiển và một cái đuôi đi kèm này. Đấy. Cái điều khiển này các bác có thể điều khiển từ xa và cái đuôi đi kèm luôn. Thì đây, cái đuôi này rất là hay, là về nhà các bác nào mà muốn thay bóng là sẵn nó còn cái đuôi ấy, các bác xoáy trực tiếp cho em, không cần phải đấu dây trước cái lằng nha. Xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ của nhà các bác nhá. Sau đó là các bác cái đuôi còn lại là các bác lắp cho em quả bóng vào, và các bác về lắp pin và cái công tắc này, và các bác chỉ việc bật tắt ở đây. Rồi ngoài ra là có chế độ hẹn giờ thứ đầy đủ hết luôn. Đấy. Thì một bộ này bên em được các bác là 80.000 nhá, 80.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn điều khiển nhá. Đấy, đuôi đèn điều khiển 80k một cái. Đây em sẽ quay test các bác coi về cái sản phẩm em đang xài này. Đây nhá, đây, em đang xài cái con này đây. Đấy, cái này là cái điều khiển em gắn lên cái chỗ cái cột này. Còn cái con đèn này em đang lắp này. Đấy, lắp con đèn thằng cái anh bật cho bác coi nhá, bật này. Đấy, thấy không? Sáng này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này. Rất tiện dụng luôn. Cái này thì em đã gắn sẵn đây rồi, còn nếu mà không thì mình có thể cầm đi di chuyển mọi chỗ mọi nơi. Đấy, chuyên dùng để các bác điều khiển bóng đèn nhá. Ở đây có chế độ hẹn giờ này, 15, 30, 60 này. Đấy, các bác cứ bấm bao nhiêu phút, sau đó là hết bấy nhiêu phút này nó sẽ tự động tắt đi nhá. Đấy, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tiện cực kỳ luôn, hay lắm. Đó, 80.000 nhá. 80.000 một cái bộ này, bao gồm là một cái tay điều khiển và một cái đuôi đi kèm. Đấy, về các bác lắp vào cái đuôi cũ và các bác lắp bóng đèn, và sau đó các bác cái điều khiển lắp pin và các bác bấm và các bác xài thôi. Móc khóa titan bên em vẫn còn hàng vụ á nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái móc khóa titan này. Đấy, đi em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái móc khóa titan này thì giá bình dân thôi, 10.000 một cái móc khóa titan này, 10.000 một cái nhá. Đấy, 10k một cái móc khóa titan này. Cái móc khóa này về các bác dùng làm nhiều việc lắm. Đó, về mình có thể móc đồ, móc đạc này. Đấy, hoặc là các bác nào mà hay đi du lịch, đi thám hiểm, giờ mình mua con móc khóa này về dùng rất tiện luôn. Đấy, con này với là hàng chuẩn móc khóa này. Chứ bình thường các bác mua những cái khóa trên thị trường nó chỉ là móc thôi. Ở đây nó sẽ tích hợp là một cái khóa sẵn đây này. Đấy, bình thường là các bác gạt này luôn. Nhưng mà khi mà các bác muốn khóa và các bác xoáy rồi cho em là nó sẽ khóa cứng ngắc luôn. Đấy, khóa cứng ngắc luôn nhá. Đấy, rất là hay. Và chất liệu nó bằng titan, siêu nhẹ, siêu cứng, siêu bền nhá. Đấy. Mà giá bên em thì cũng siêu mềm luôn. 10.000 một cái nhá. Móc khóa titan nhá, 10.000 một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng đó là cái này, cái cây kéo gà của Nhật này. Đấy, lên mã em sẽ cái cây kéo của Nhật nhá. Đấy, hàng Japan. Chất thép SK5 nhá, siêu sắc bén và dày dẫn luôn, sắc. Là cắt cực kỳ ngà luôn, cắt rất thích nhá. Đây, cắt tia ba con này, cắt giấy này. Đấy, thấy không? Cắt ngọt lắm. Con này chiến gà khoảng tầm 3-4 cân nhá, là vịt gà các bác, thứ là các bác cắt xương, cắt thiếc, thứ cho em thoải mái luôn, cắt cực kỳ ngọt ngào. Ngoài chức năng là cắt kiếc rồi thì nó có chức năng ở cái phần răng cưa, là cái chức năng đánh vảy cá nhá. Các bác có thể dùng cái phần này, các bác có thể đánh vảy cá rất tiện luôn. Và một cái chức năng rất hay nữa là các bác hay ăn cua ghẹ, và các bác hay có những cái dạng càng kiếc là các bác cho các bác kẹp này, hoặc là ví dụ những cái hạt rắn, ví dụ như hạt óc chó này, các bác cho các bác kẹp xem. Đấy, vỡ tan ra luôn nhá. Thích cực kỳ. Nói chung là rất nhiều chức năng khác nhau trong một chiếc kỳ kéo cắt gà này. Đấy, hàng của Nhật nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo cắt gà nhiều chức năng. Giá của nó thì em báo luôn 130.000 một cái, 130k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo gà Nhật nhá. Đấy, kéo gà Nhật, cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả rất ok. Đấy, 130k. Nói chung là các bác sử dụng nhà bếp thì các bác chỉ cần dùng một cây này thôi, các bác không cần nhiều. Đấy, chỉ có một cây này thôi các bác sử dụng cho em là đầy đủ các việc luôn. Hành hoa lá, rồi là cắt xương, cắt thịt các thứ cho em cũng quá ok, rồi là kẹp cua, kẹp ghẹ đa năng luôn nhá. 130.000 một cây. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo gà Nhật 130k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác ba hàng đó là cái khóa đồng của Đức này. Lên mã cho em sẽ là cái khóa đồng Đức nhá. Cái này em báo giá luôn. Giá bây em đang gửi bác là 130.000 một chiếc khóa đồng của Đức nha. Cứ lên mã em sẽ là khóa đồng Đức này, khóa đồng Đức nhá. 130.000 một cái. Đấy, 130k. Giá cũng rất tốt so với giá thị trường luôn. Đấy, giá thị trường đang bán khoảng tầm 150-200 nhá. Bên em gửi bác giá rất ưu đãi 130k. Đấy, hàng đây. Made in Germany nhá. Made in Germany rất xịn sò luôn. Hàng của Đức coi nhá. Con này thì đặc biệt cho các bác xài ngoài trời dùng thích cực kỳ. Vì con này mà em cũng đang dùng ngoài trời là khoảng tầm là năm nay là năm thứ 3 rồi em xài ngoài trời. Bình thường là các bác mua những con khóa ở thị trường, những con khóa sắt thép ở ngoài thị trường ấy, các bác xài một thời gian là rất là nhanh bị rỉ han. Rồi ví dụ đặc biệt là cái thời tiết mà mưa gió nhiều, ẩm ướt nhiều, các bác để một thời gian cái là các bác không phải tra dầu tra mỡ vào là nó rất là khó mở luôn. Nhưng con này này em dùng đến 3 năm nay mà em không có động tí dầu tí mỡ và em không thèm tra luôn, mà kệ nó, mà khóa nó vẫn mở rất là mượt mà ngon lành nhá. Đấy, có phần chống cắt chống trộm này, và cái phần lõi khóa nó rất là to, nó phải lên đến 8 ly nhá. Đấy, lõi khóa rất to, chống cắt chống trộm rất ok. Đấy, và cái phần chìa này thì gửi kèm của các bác là
Một bộ này bao gồm là 4 chìa. Đấy, 4 chìa luôn, rất xịn sò này. Đấy, hàng mã chìa mã khó mở, size số ít đây này. Đấy, ok. Đó thì một chiếc khóa này giá nó chỉ có 130.000 thôi, giá rất tốt mà sản phẩm cực kỳ chất lượng của bác luôn. Made in Gạc Money nhá, Made in Gạc Money. Lên mã giúp cho em sẽ là các sản phẩm là cái khóa Đồng Đức 130.000 một cái, 130.000 một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái lọ thúc kiến này. Đấy, lọ thúc kiến nhá, thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái lọ thúc kiến nhá, ba lọ thúc kiến nhá. Đấy, bán một lúc là ba lọ luôn nhá. Bán một lúc là ba lọ luôn, là ba lọ thúc kiến là đi ba thúc kiến là giá của nó sẽ là 20.000 thôi. Đấy, tính ra vào có hơn 7.000 một lọ nhá. Chưa đến 7.000, chưa đến 7.000. Đấy, 7321 mà chưa đến 7.000 lọ, nhưng mà diệt kiến cực kỳ sạch luôn. Đấy, nó là dạng chế phẩm diệt kiến sinh học nhá. Hàng này thì hàng của Việt Nam nhá. Đấy, có địa chỉ sản xuất, số điện thoại đầy đủ hết luôn. Đấy, cách dùng đầy đủ ở trên cái lọ luôn nhá. Thì em hướng dẫn qua các bác luôn, thì về các bác có thấy những chỗ nào nhiều kiến hoặc là hang kiến ổ kiến ấy, thì các bác giỏ trực tiếp cái này vào. Nó tinh chất là từ mật mía, mật ong nên là nó dụ kiến vào rất là nhanh luôn. Và khi mà kiến nó ăn vào thì khoảng tầm 2-3 tiếng sau nó di chuyển về tổ, và những cái con kiến ở trong tổ nữa là nó sẽ bị chết lây, chết lan nhá. Đấy, nó sẽ ăn cùng với những cái con kiến này, nó sẽ công những cái mồi nó về cùng, và nó sẽ ăn cùng và nó sẽ chết, là chết một loạt, chết cả tổ luôn nhá. Đấy, chết cả tổ luôn. Đấy, và khi mà chết là nó diệt hết cả tổ, là kiến nó rất là sạch. Đấy, nó không bị kiến lại đâu nhá, dùng thích cực kỳ luôn. Cái này anh em cũng đang thực tế, anh em dùng test khoảng tầm hơn một năm nay rồi mà không ý kiến quay lại luôn, dùng sạch lắm. Đó thì một cái lọ ba lọ thứ kiến nha, bên em đang gửi bác giá nó chỉ có 20.000 thôi. Thì cái lên mã giúp cho em sẽ là combo ba lọ thúc kiến là 20.000, thì các bác cứ lấy mấy combo thì cứ báo nha. Đấy, lấy một combo, lấy hai combo, lấy ba combo tùy như cầu. Còn một combo này là bán một lúc luôn là ba lọ nhá, là 20.000. Đấy, dạng chế phẩm sinh học nhá, dùng rất an toàn cho người già trẻ em này, rồi là con người, vật nuôi, các thứ giờ rất an toàn luôn, nó là dòng sinh học mà nên dùng rất an toàn nhá. Ba lọ thúc kiến 20.000. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây kéo văn phòng này. Lên mã sẽ cái cây kéo văn phòng nhá. Kéo văn phòng hàng của thương hiệu Asaka Japan. Cây này chuyên dùng để các bác sử dụng văn phòng, cắt giấy tờ này, các thứ này, cắt rất sắc bén luôn. Đây, hàng Asaka Japan, cắt sắc bén lắm, cắt giấy tờ, cắt ảnh giả các thứ ra, cắt giấy, cắt chiếc, cắt ngọt lắm. Đây, cắt những cái đồ thủ công các thứ ra, các bác làm thủ công, cắt ngọt lắm. Con này cắt cực kỳ thích luôn. Đấy, và cái phần tay kéo, độ bấm kéo nó êm, ấy dùng thích đó. Thì một cái cây kéo này nó chỉ có 30.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo văn phòng hàng của Asaka Japan nhá. Kéo văn phòng nhá, cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo văn phòng, là đang gửi bác là một cái cây này chỉ có 30.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được cái cây kéo chỉ có 30.000 này mà sử dụng cắt rất nhiều việc luôn. Cắt gia đình này, cho các cháu mình làm đồ thủ công, đồ cắt giấy được ra tiện tiện dụng nhá. Kéo văn phòng. Đấy, kéo văn phòng nhá. 30.000 một cây. Đấy, chuyên dùng cho các bác làm văn phòng cũng hợp lý này, 30.000 một cây. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dây sạc cam này, dây sạc cam ba đầu nhá. Dây này thì bên em vẫn đang niêm yết cái mức giá là tốt nhất thị trường luôn. 40.000 một cái sợi dây nha. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dây sạc màu cam. Sạc màu cam ba đầu nhá. Đấy, sạc cam ba đầu. 40k thôi, chỉ có 40.000 một sợi dây này. Đấy, 40k một sợi thôi. Mà các bác mua một sợi này là sạc một lúc là được rất nhiều thiết bị luôn. Đấy, thì cái nguồn vào nó sẽ là cái cổng USB, thì về các bác cắm được khá nhiều thiết bị này. Bây giờ rất nhiều thiết bị đã dùng cái cổng USB này. Về các bác cứ có cái nguồn điện là có cổng USB này, các bác cắm vào, thì khi mà cắm vào nó sẽ ra được ba đầu cắm khác nhau. Đấy, sẽ có đầu Samsung này, đầu iPhone này, đầu Samsung đời mới, đời cũ, đủ cả luôn. Nói chung là chuyên dùng cho các thiết bị điện thoại thông minh bây giờ. Đấy, hầu như là cắm hết nhá. Motorola này, rồi là LG, Sony, rồi là iPhone, Samsung, Oppo, tất cả các dòng máy là đều dùng hết luôn nhá. Đấy, những con sản phẩm là dùng hết luôn. Đấy, chuyên dùng cho các máy. Đấy, bình thường là các bác chỉ xài được một dây thôi, nhưng con này là các bác xài được 3 dây luôn, mà xài một lúc là sạc được 3 máy luôn. Đấy, 3 máy với 3 chân máy khác nhau nhá. Đấy, 3 chân máy khác nhau. Rồi, lên mã anh em sẽ cái dây sạc cam 3 đầu 40.000 một dây này. Và cái, bây giờ là nó sản xuất theo cái dạng là siêu bền. Đấy, cái phần dây của nó này thiết kế theo cái dạng gọi là silicon, nên khi mà các bác xài không lo nó bị gập gãy, không lo nó bị vấn đề gì nhá. Các bác ngay các bác nhìn cái phần đấy, nó thiết kế này rất chắc chắn luôn. Cái phần 1-3 thiết kế rất chắc chắn luôn này, đúc liền cao su luôn, chắc chắn. Con này các bác dùng thì nói chung là bền vĩnh cửu, không biết đến lúc nào phải hỏng luôn. Cầm một cái sợi dây này siêu bền, siêu chắc chắn nhá. 40k một dây, dây sạc cam ba đầu nhá. Mặt hàng nó là cái bộ chốt cửa bạc này. Bộ này thì lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ chốt cửa bạc nhá. Đấy, bộ chốt cửa bạc, bộ này thì giá của nó sẽ là 30.000. Về các bác lắp đặt vào những cái cửa sổ này,
cửa nọ cửa kia các thứ này, cửa tủ rất tiện dụng luôn. Đấy, chốt cửa bạc nhá. Chốt cửa bạc. Giá của nó sẽ là 30.000 một cái bộ này. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Giá rất là rẻ bình dân đây. Em sẽ quay chi tiết cho bác coi về cái sản phẩm này. Dùng hay lắm. Con này lắp đặt dễ dàng. Đấy, đi kèm có cả ốc vít cho bác về các bác lắp luôn này. Thì nó sẽ có hai cái phần nha. Đấy, một phần cánh bên trái, một phần cánh bên phải, thì các bác xem ở cái phần khóa thuận tay nào các bác lắp này. Đấy, con này khi mà các bác đẩy tủ vào, đẩy cái cánh cửa vào thì nó sẽ sập nha. Đấy, thì nó sẽ tự động nó khóa luôn. Đấy, và lúc nào các bác muốn mở thì các bác kéo này ra. Đấy, nó ở đây có một cái lò xo này. Đấy, lò xo. Đấy, thì các bác kéo ra là sẽ các bác mở ra. Còn khi mà các bác đẩy vào thì nó theo cái chiều nó cái hệ trượt nha. Các bác trượt vào đó là nó sẽ sập vào luôn. Rất hay nhá. Đó, thì một bộ này là 30.000 nhá. Lên mã em sẽ cái bộ chốt cửa bạc nha các nhá. Chốt cửa bạc đang ở bác là 30k một bộ nha. Chỉ có 30.000 thôi. Về lắp đặt rất là dễ dàng. Về khoan cái lỗ bắt con vít là xong. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem họ lắp đặt nhá. Đấy thì đây, các bác bắt cho em vít một bên này. Đấy còn bên còn lại các bác bắt còn lại này. Đấy khi nào muốn mở các bác kéo ra, còn khi nào muốn nóng các bác ấn nó vào. Đấy tự động nó sẽ khớp vào luôn. Khớp lạnh luôn nha các bác nhá. Đấy khớp luôn. Rất hay, rất thông minh luôn, cực kỳ là tiện nhá. Đấy đây. Các bác cùng xem này. Đấy, lắp một bên này, còn bên còn lại lắp bên kia vào này. Đấy, lắp vào, sau đó muốn mở các bác kéo cái ra, còn lúc nào muốn đóng có chỉ việc ấn cho em nhẹ vào cái là nó sẽ khớp vào ngay. Đó, thấy không? Đấy, lắp vào cả những cái chỗ cửa chuồng các thứ là cũng rất ok. 30.000 một cái nhá, chốt cửa bạc nhá, 30.000 một bộ. Tiếp theo thì em còn ít cái mã đầu cắt tôn, cái đầu bắn tôn này. Đây mã em sẽ cái đầu bắn tôn của Makita này. Cái này em còn ít thôi các bạn, không có nhiều đâu, còn chắc khoảng tầm 5-7 vỉ nữa thôi. Đấy thì đây. Sẽ có bán lẻ theo số lượng là một vỉ à một đầu, hoặc là các bác có thể mua theo cả vỉ nhá. Thì đây, đầu bắn tôn của thương hiệu Makita này, đầu này sẽ là đầu 8 x 42mm nhá, đầu 8 nhá, đầu 8. Đó. Hàng của Makita Ajino Achi Japan này, rất xịn sò luôn, hàng bãi của Makita xịn lắm. Hàng của nó vẫn còn mới nguyên vỉ nhá. Thì đây, một đầu nó đây sẽ có nam châm hút đầy đủ hết luôn. Đấy, về các bác chuyên dùng để bắn đầu bắn tôn rất xịn sò ok. Thì các bác có thể mua lẻ theo một đầu nha, hoặc các bác có thể là mua theo cả vỉ này luôn được. Đấy thì đây em báo giá luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu bắn tôn nhá. Cái đầu bắn tôn của Makita. Đấy, một cái vỉ nhài thì là 10 đầu. Thì giá của nó sẽ là đi 10 đầu này. 10 đầu. Giá của nó sẽ là 60.000 thôi. Đấy, còn nếu các bác mua lẻ một đầu. Một đầu bắn tôn thì giá của nó sẽ là 10.000 nhá. Đấy, tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy lẻ cả lấy lẻ một đầu nha. Đấy, còn các bác dùng nhiều có thể mua cả vỉ luôn. Nếu mua cả vỉ giá cực kỳ ưu đãi luôn, 60.000 thôi. Đấy, về các bác xả đầu bắn tôn nhá. Đầu bắn tôn. 10 đầu là 60.000, một đầu là bán lẻ một đầu là 10.000 thôi nhá. Tiếp theo thì lên luôn đấy bác, đó là cái bộ vít V50 này, cái bộ này lâu không quay đấy bác này. Bộ này cũng xịn này mà dùng ok. Đây. Bộ này thì các bác cứ lên mã giúp xem cái bộ hộp vít V50 nhá. Nó sẽ gồm có là 50 cái đầu vít. Đấy. Đây, quá xịn luôn. Về chuyên dùng cho anh em thợ thuyền, rồi các bác xài nhiều thì các bác mua trong bộ này. Đó, một loạt này của dưới nó sẽ là cái đầu hoa thị này. Đấy, và trên này thì sẽ có những cái đầu, ví dụ là đầu ba ke này, đầu u này, rồi là những cái đầu dị này. Đấy, bộ này thì cũng khá là đầy đủ đấy. Về các bác xoáy những con ốc dạng ốc hiếm ấy là nó cũng có luôn đấy các bạn. Con ốc hiếm này nó cũng có luôn này. Đây này. Đấy. Đây, những cái con ốc chéo này thì các bác kiếm rất là hiếm đấy này. Đây này, con này nó có luôn này. Đấy, nói chung là bộ này 50 đầu. 50 đầu nhá. Bộ vít V50. Các bác cứ lên mã cho em cái bộ 50 mũi vít nhá. 50 mũi vít V50 đi. Giá của nó đem báo luôn 170.000 bộ thôi. Chỉ có 170.000. Đấy, bác nào mà xài mà cần nhiều loại mã đầu vít khác nhau để các bác xoáy nhiều loại ốc khác nhau, các bác mua trong bộ này nhá. Đấy. Cái con này thì cái chân của nó sẽ là cái chân lục giác, chân 635, để các bác có thể mất máy khoan pin, máy khoan cầm tay là cho em thoải mái luôn. Đây. Đấy, và cái hay của cái con này là cái dòng này là cái đầu vít của nó rất là dài, những cái vị trí ở trong lỗ sâu là các bác vẫn có thể xỏ vào các bác xoáy được nhá. Rất ok luôn. Đó, thiết kế cực kỳ chắc chắn, đẹp, chất lượng mà đựng trong hộp rất là đầy đủ, chỉnh chu, chi tiết luôn. Đấy, nó có phân loại các thứ đây này, đầy đủ hết luôn, số má đầy đủ hết luôn nhá, để cho các bác xài, các bác phân loại nhá. À, bộ vít V50 nhá, một hộp này là 50 đầu vít nha, là 170.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã, đó là cái cây kéo tỉa này. Lên mã cho cái cây kéo tỉa lông cừu nhá. Đấy, kéo tỉa lông cừu, hoặc các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo tỉa. Giá của nó thì em báo luôn. Cây này thì giá của nó sẽ là 110.000 một cây kéo tỉa này. Kéo tỉa dài 34 cm nhá. Giá sẽ là 110k, hay còn gọi là kéo tỉa lông cừu. Cái này thì bên Nhật người ta chuyên dùng để sản xuất bán ở những cái nước mà hay
có lông cừu thì người ta cắt xén ấy, dùng thích lắm, sắc cực kỳ luôn. Đó. Kéo tỉa dài 34 cm, 110 ngàn một cái nhá. Đấy, hàng của Nhật, made in Japan. Xịn cực kỳ luôn. Sắc bén vô cùng. Đây, made in Japan, con này sắc lắm, dùng thích cực kỳ. Hàng này sẽ là hàng khâu khóa đồng nhá, xịn. Đấy, bao dùng bao sàn bác luôn đây. Lấy bác cái giấy bóng này, cắt cho bác luôn này. Có thấy không? Giấy bóng nó cắt như này thì cái loại lá cây rồi là những cái loại lông kêu thì nó cắt phát một quả. Sắc lắm, dùng thích cực kỳ luôn. Đây. Đấy, cắt ngọt cực kỳ luôn. Đây, biểu diễn lại bác xem phát nữa này. Đấy. Cắt lên quá dã man, lưỡi rất sắc bén nhá, lưỡi sắc lắm, dùng thích lắm. Đó, hàng made in Japan. Rồi em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ cái cây kéo tỉa. Kéo tỉa dài 34 cm nhá, dài 34 cm. Con này tổng chiều dài là 34, phần lưỡi của nó dài là 20. Đó. Giá của nó sẽ là 110 ngàn một cây này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ tô vít xanh hay còn gọi là cái bộ tô vít 32 chi tiết này này. Đấy, bộ tô vít 32 chi tiết. Bộ này cũng rất là hay. Về các bác xoáy những cái đồ nhỏ nhỏ, ví dụ như là những cái đồ điện tử linh kiện nhỏ nhỏ này thì cái con này là nó xài ok này. Đấy. Nó sẽ gồm có là một cái cây vít này, đấy một cái thân vít này, đi kèm là một cái đầu nha. Đấy, một cái đầu thân vít này. Thanh vít và những cái đầu vít đi kèm. Đấy, những cái đầu vít đi kèm. Bộ này sẽ gồm có rất nhiều đầu vít khác nhau, nó rơi khoảng tầm là 30 đầu vít đấy, 30 đầu vít và một cái thân vít nha các bác xoáy này. Đấy, có những cái đầu nhỏ nhỏ xíu thôi. Những cái đầu nhỏ xíu này rất là hay nhá. Các bác bình thường các bác kiếm rất là khó, con này nó có này. Đấy, các bác xoáy những vị chú như là đồng hồ này, điện thoại rồi những cái thiết bị điện tử linh kiện nhỏ nó cần những con đầu vít nhỏ thì đây, nó có luôn nhá. Dùng hay lắm. Đó. Bộ này em cũng đang dùng một bộ tiện cực kỳ luôn. Đấy thì nó sẽ gồm có rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá. Đấy, lục giác hoa thị rồi là đầu cộng, đầu trừ đủ cả luôn. Đấy, nó khoảng tầm 30 đầu vít nhá, 30 đầu vít. Và đi kèm là cái thân vít này nữa thì các bác cứ lên mã giúp cho em cái bộ tô vít xanh. Bộ này thì giá cũng bình dân thôi, chỉ có 40 ngàn một bộ nhá. Đấy. Cứ lên mã giúp cho em cái bộ tô vít xanh hoặc là tô vít 32 chi tiết cũng được. Đấy, tô vít 32 chi tiết được, tô vít xanh nhá. Em hay gọi là tô vít xanh. Đấy, tô vít xanh hoặc là tô vít 32 chi tiết, giá của nó sẽ là 40 ngàn một bộ thôi, chỉ có 40 ngàn. Về các bác xài gia đình là rất hợp lý rồi. Rồi anh em thợ thuyền, đồ cũng rất là cần nhá. Đây. Đấy, trong chiếc hộp nhỏ nhỏ nha. Dùng xong là các bác lại cất vào trong hộp này rất là tiện, đỡ bị rơi vãi linh tinh nhá. 40 ngàn một cái bộ như này nhá, tô vít xanh hoặc là tô vít 32 chi tiết cũng được. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã, đó là cái bộ ví nâu này, bộ bấm móng nóng ví nâu nhá. Bộ này thì cũng giá bình dân thôi, chỉ có 40 ngàn một bộ này. Đấy, cứ lên mã giúp cho em xem này, cái bộ bấm móng tay ví màu nâu. Đấy, của nó là màu nâu mà. Đấy thì đây, thiết kế rất là đẹp nhá, đựng một trong một chiếc ví màu nâu, thiết kế và tiết hoa văn rất đẹp luôn. Và bên trong mở ra thì là những cái chi tiết để các bác có thể dùng về để cả gia đình nhà các bác mình xài luôn. Ví dụ như là đàn ông thì hay dùng những cái bấm móng tay móng chân này, rồi là đàn bà thì hay dùng những cái kìm cắt lấy da chết này, những cái đồ rũa móng tay này, rồi là có nhíp kẹp này. Đấy, rồi là đồ nặn mụn lấy dái tai, nói chung là dùng cả gia đình nhà mình luôn, đàn ông đàn bà phụ nữ người lớn trẻ em dùng hết luôn, người già dùng hết luôn nhá. Thì một bộ này là chỉ có là đi 40 ngàn thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp xem cái bộ ví nâu nhá, bộ ví nâu, ví bấm móng tay màu nâu nhá, ví bấm tay màu nâu, giá của nó là 40 ngàn. Đấy, 40 ngàn một bộ này, cứ lên mã giúp xem cái bộ ví bấm móng tay màu nâu. Đấy, đây xin quay cho bác xem một lần nữa này. Đấy, gồm rất nhiều chi tiết khác nhau nhá, về các bác sử dụng chuyên dùng để làm móng chân móng tay rất đẹp luôn. 40k bộ, tiện cực kỳ mà giá hạt rẻ bình dân. Inox này cực kỳ nhiều bác hỏi các bác hàng này. Đấy, nó sau một thời gian mà lắng chìm, hôm nay thì em nó tiếp tục về. Đấy, tiếp tục hàng về, hàng của hiệu Osaka Japan nhá, dòng Basen Inox. Đấy, một bộ này thì em báo giá luôn, giá tại vì em đang bán một cái bộ Basen Inox này với giá chỉ có 110.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ Sen Inox nhá, Sen Inox. Đấy, đang gửi bác là 110.000 bộ này. Đấy, một cái bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cho bác đầy đủ như sau. Đầu tiên sẽ gồm có là một sợi dây này, dài 1,5 m nhá. Dây sẽ là dây inox, dây chống cập, chống rối, chống gãy này. Đấy. Tiếp theo cho bác là một cái bát sen inox rất dày nhá, nhìn này. Đấy, inox rất là dày luôn. Đó, inox cực kỳ dày. Cái gen này của nó sẽ là gen 21 nhá. Đấy, gen 21 SU304. Cái này thì 100% inox, các bác cứ nhận hàng kiểm tra test năm châm cho thoải mái luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, sáng bóng ok luôn. Đấy. Tiếp theo nữa thì là đi kèm thêm cho bác nữa là một cái giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ đi kèm. Đấy, giá đỡ cũng bằng inox luôn nhá. Giá đỡ bằng inox luôn. Và có kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn nhá. Đấy, có kèm thêm bác là cả vít nở luôn. Để về các bác chỉ việc là khoan lỗ, sau đó các bác bắt cái giá đỡ này vào và các bác kết nối với
cái bộ sen này với nguồn nước và các bác sử dụng thôi, rất ok. Riêng những cái sản phẩm mà dòng sen inox bên em bán thì cực kỳ nhiều rồi đấy, có những bác lấy đến khoảng tầm 20 bộ luôn đấy. Bác nào hay đi làm công trình chắc bác biết về cái mã sen inox nha em, cực kỳ chất lượng và nói chung là không gì phải chê về cái bộ sản phẩm này đấy, bán siêu nhiều luôn nhá. Thì hôm nay tiếp tục hàng về, bác nào bữa trước chưa mua được đấy, chưa chốt được thì hôm nay các bác vẫn còn nhu cầu thì bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá, số lượng hạn không nhiều đâu, chắc khoảng tầm vài chục bộ thôi đấy, không nhanh lại hết đâu các bạn đấy. Bữa trước cực kỳ là nhanh hết luôn, về chỉ có trong vòng một video lên cái hết sạch luôn đấy. Hôm nay tiếp tục hàng về nhá, thì bác nào chưa tranh thủ hôm nay chốt nhanh luôn nhá. Một cái bộ sản phẩm bao gồm là đầy đủ full combo từ giá đỡ này, ốc vít này, cho đến dây dẫn nguồn này, rồi là bát sen đầy đủ một bộ này, về là các bác lắp đặt và là chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả, nhỏ từ những con ốc vít đi là có đầy đủ hết luôn nhá. Với giá là sẽ là 110.000 bộ này nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ sen inox hàng bãi Nhật nhá, của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, inox 100%, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em. Đấy, test 500 điểm thoải mái nhá. Inox là từ đầu đến chân luôn, từ dây này cho đến bát này, cho đến giá đỡ thứ là 100% bằng inox 304 luôn nhá. Đấy, 110.000 bộ thôi. Giá nó cực kỳ là phải chăng mà sản phẩm dùng rất ok luôn đây. Các bác cùng ngắm lại em nó này. Nói chung là siêu phẩm luôn, cực kỳ đẹp mà nói chung là cực kỳ chất lượng. Dùng con này thì các bác yên tâm là dùng thì siêu bền rồi, chắc là dùng cả vài chục năm luôn. Đấy, hàng bãi Nhật thì cứ yên tâm về chất lượng nhá, quá ok luôn. Đầy đủ full phụ kiện là 110.000 một bộ đâu nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ sen inox nhá, 110k một bộ này. Đó. Sau tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con mã dao chặt C2. Lên mã em sẽ là cái cây mã dao chặt C2 này, tiếp tục hàng về nhá. Cây mã dao giặt C2 này thì em báo giá luôn. Đấy, hôm nay em cũng lên về cái lô này, lô mới, em cũng thanh lý xả kho luôn bác. Lên mã em sẽ là cân dao chặt C2, bữa trước đang bán là 170.000. Hôm nay em về đó bác một cái mức giá vô cùng là tốt luôn. Giá sẽ chỉ còn là 140.000 nha, 140k cho một cái con dao chặt C2 này, chỉ 140.000 thôi. Một con dao chặt, con này nó của thương hiệu Seki. Đấy, Seki Japan nhá, Seki Japan. Còn này các bác chặt thì nói chung là chấm hết thì không gì phải chê cả luôn. Đây, Seki Japan, chữ dập chìm thân này, hàng made in Japan. Đó, chữ trên thân luôn nhá. Hàng của nó thì sẽ là hàng sống dao liền thân. Các bác dùng con sống dao liền thân này, các bác dùng nó rất là chắc chắn, mà dùng yên tâm, dùng nó bền. Đấy, mà khi mà các bác chặt nó yên tâm, không lo bị long chui long cán nhá. Hàng sẽ là tay cầm ốp gỗ 3 đinh tán nhá, ốp gỗ 3 đinh tán luôn, cực kỳ xịn sò con này, liền thân luôn. Đấy, lưỡi, bản lưỡi rất to, các bác chặt rất đầm tay. Đấy, đặc biệt là cho chị em phụ nữ cầm con này rất là vừa vặn này. Đấy, con này nặng khoảng tầm 5 lạng nhá. Đấy, chị em phụ nữ cầm này rất là vừa. Hàng này cứ bao sắc bao sáng luôn đi, chặt thịt gà thì vịt thịt xương sáu thứ ok cho em luôn. Đấy, nói chung là chuyên dùng để chặt nhá, chuyên dùng để chặt, mà đặc biệt là dùng cho các chị em phụ nữ, con này cầm rất vừa tay luôn. Đó. Lên mã em sẽ con dao chặt C2 nhá. Dao chặt C2 hôm nay em xả kho bán nhanh bác luôn. Giá chỉ có 140.000 một cây thôi. 140.000 một cây. Cái bản lưỡi nó khá là to nên các bác chặt nó rất là ok. Đấy, chặt nó rất là đầm, nói chung cầm rất đầm tay nhá. Đây. Đấy, có phần lỗ đeo này, ok luôn. Đấy, con dao chặt C2. Đấy, các bác mua về sử dụng đợt cuối năm này, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Con này là dòng thép SK5 nhá, dòng thép không gỉ nên là các bác dùng rất là yên tâm, sạch sẽ, an toàn, ok. Đó, dao chặt C2 nhá, của thương hiệu Seki Japan, made in Japan. Đấy, giá hiện tại bên em đang gửi bác một cây này với giá chỉ có 140.000 một cây thôi. Bác cứ nhận hàng kiểm tra, hàng bao sắc bác luôn, sắc bén lắm. Đấy, lưỡi dao rất là sắc luôn nhá, 140k, giá quá tốt luôn. Bút lông Thiên Long thì hàng mới shop tiếp tục về nhá. Hiện tại đang có hai mã là mã màu đỏ và mã màu xanh. Đấy thì các bác lấy mã nào thì các bác cứ ấn em. Đấy thì bên em sẽ báo giá luôn. Đang bán một cái hộp 10 bút nha, với giá sẽ là đi 50k nhá. Còn nếu các bác mua lẻ thì bên em sẽ bán lẻ theo hình thức là 3 cây một nhá. 3 cây bút thì sẽ có giá là 20k. 3 cây bút là 20k. 3 cây bút lông dầu thì sẽ có giá 20k. Còn nếu các bác lấy cả hộp 10 cây nhá, 10 cây thì sẽ có giá là đi 50k nhá. Đấy, nói chung là lấy cái hộp thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, còn tùy nhu cầu. Đây bút này em cũng bản thân thì em đang dùng, em đang viết. Đấy, mực ra rất là đều, rất ok nhá. Cái này bán nhiều mà cũng nhiều bác hỏi lắm. Đấy, nhiều bác hỏi, nhiều bác thích viết cái những bút này. Đấy, nó cầm nó to tát này. Đấy, con này là màu đỏ này. Đấy, con này là con màu xanh này. Đấy, dòng bút này là bút của Thiên Long nhá, bút của Thiên Long nên là cũng yên tâm. Đấy, bút của Thiên Long. Đó. Màu xanh nhá và màu đỏ nhá thì sẽ bán theo hộp hoặc là bán theo combo là 3 chiếc một, cả một cái hộp 10 chiếc bút lông dầu nha thì sẽ có giá là 50k. Đấy, và nếu mà các bác mua lẻ 3 bút một nhá, 3 bút một thì bên em đang bán là 20k cho combo là 3 chiếc bút nhá. Đấy, tùy nhu cầu mình có thể mua lẻ là 3 cái hoặc mua cả một hộp 10 cái về xài dần. Nói chung là em theo em là các bác nên mua 10 cái một.
Bình thường là em ra cửa hàng hiệu người đang bán một cái hộp như này nó rơi khoảng tầm là có những chỗ người đang bán 100.000, có những chỗ người đang bán ít phải 8-90.000 một hộp luôn, thật luôn. Không phải là có giá 50.000 đâu, giá 50.000 giá rất là tốt luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó cái cây nhíp kẹp này. Nhiều bác hỏi là bên em còn cái cây nhíp kẹp không thì em nói luôn là bên em còn rồi nhá. Còn và giá thì cũng rất là tốt. Giá này gọi là bán lãi tình cảm thôi. Lên mã em sẽ cái cây nhíp kẹp nhá, nhíp kẹp này. Nhíp kẹp này thì sẽ có giá là đi 15k một cây nhá. 15k cho một cây nhíp kẹp này, chỉ có 15.000 thôi. Giá nó rất là bình dân. Đây. Một cây nhíp kẹp dùng rất ok luôn. Đấy. Cái hay của cái cây nhíp này thì nó là cái phần đầu nó rất là nhọn này. Đấy, cái phần đầu rất là nhọn nhá, cái đầu nó nhọn nhọn hơn cả kim luôn. Đấy, nên là ví dụ như là những cái chi tiết nhỏ, những cái chi tiết nhỏ như là linh kiện hay thứ là con này nó có thể gấp thoải mái này. Đây này. Về tút này, hàng này hàng của hãng luôn nhá, hàng hãng luôn đấy. Đây ví dụ như là những cái sợi nó rất là nhỏ nhỏ này. Là con này có thể gấp luôn này, thấy không? Đấy, gấp luôn nhá, ngon lành luôn. Đấy, những cái sợi nhỏ nhỏ đúng như sợi tóc cũng có thể là gấp ok luôn. Đây. Đây để em lấy cho bác những cái mảnh mảnh nhỏ này các bạn này. Đây ví dụ như là một cái mảnh nhỏ nha các bạn này. Đấy một cái mảnh nhỏ nó nhỏ tí như kiểu là cái linh kiện điện tử này thì cũng có thể gấp ngon lành luôn nhá, đây có thấy không? Đấy, gấp ngon lành một cách ngon lành luôn. Đó, về các bác dùng để bác nào hay làm đồ điện tử rồi hay cần một con nhíp này để các bác gấp chân linh kiện, gấp những cái con linh kiện nhỏ nhỏ xíu này, các bác hàn hiếu thứ rồi thì các bác có cái này các bác cố định rất tiện dụng luôn nhá. Rồi là sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. Đấy. Và các bác dùng cũng nên cẩn thận nhá vì cái phần đầu rất là nhọn này. Đấy trong may nó có đâm xước sát rất là nguy hiểm nhá. Đấy thì em cũng nói luôn là cái phần đầu rất là nhọn luôn. Đấy nhưng mà bù lại thì cái đầu nhọn này thì các bác sẽ gấp được nhiều những cái đồ vật, nhiều những cái chi tiết nó nhỏ nó dễ. Đấy. Con kẹp nhíp của Vtut nhá. Đấy con kẹp nhíp này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 15k một cây nhá, 15k một cây thôi. Đấy, 15.000 một cây kẹp nhíp này. Về các bác sử dụng để gấp linh kiện các thứ rồi, sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. 15k nhá, một cây kẹp nhíp. 15k. Theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ kéo cắt tóc này, nên em sẽ cái bộ kéo cắt tóc nhá. Bộ này thì cực kỳ uy tín luôn. Đấy về các bác dùng để cắt tóc cắt tai. Đấy ok luôn. Một cái bộ kéo cắt tóc này sẽ gồm có bác là hai cây nhá, một cây kéo cắt thường và một cây kéo cắt tỉa này. Hàng này thì của thương hiệu Kai có nhá, của thương hiệu Kai Japan. Đây của Kai. Đấy, Kai Japan này. Con này là con kéo cắt thường nhá, con kéo cắt thường. Ngoài ra thì có một cái cây là con cây kéo cắt tỉa này. Đấy, hàng này thì cứ bao chất đi, có yên tâm về chất lượng dùng ok lắm. Đây. Đấy con này con kéo cắt tỉa này. Đấy. Con này chuyên để bác tỉa tót này. Đấy, tỉa tót ok luôn. Hàng cũng của Kai Japan nhá. Hai cây nhá, một bộ là hai cây. Và có đi kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa. Đấy, chống sốc, chống bị vênh kéo thứ này, chống rơi kéo vênh kéo này. Đấy, một bộ hai cây này. Giá em báo giá luôn, lên mã sẽ là phẩm là cái bộ kéo cắt tóc nhá. Cái bộ kéo cắt tóc. Bên em đang bán một bộ kéo cắt tóc này với giá sẽ là 140.000 một bộ nhá. Đấy bộ kéo tóc nhá. 140k cho một cái bộ kéo tóc nhá. Chỉ có 140.000 thôi. Giá rất là bình dân luôn, 140k một bộ nhá. Là bao gồm là hai cây nhá, bao gồm là hai cây. Đấy, hàng của Kai. Bình thường các bác mua bình thường ở những cái quán thứ đang bán 500-600.000 bộ đấy. Bên em ôm lô được cái hàng này thanh lý xả kho. Đấy bán nhanh lắm luôn, chỉ có 140.000 bộ thôi. Đấy của thương hiệu Kai Japan nhá, bộ kéo tóc hai cây. Đấy có đi kèm đó là cả một cái vỏ đựng này nữa nhá. Vỏ đựng bằng da xịn sò ngon này luôn. Nhiều bác hỏi bên em còn bán tất chân không thì em báo luôn là còn các bác nhá. Còn tất chân còn rất là nhiều để phục vụ bác luôn. Đấy hiện tại em đang có cái dòng tất chân của Nike này. Đấy tất chân của Nike thì hiện tại bên em nó có hai màu là màu đen và màu trắng nhá. Màu đen màu trắng thì các bác cứ lấy màu nào thì báo nha, bên em sẽ nhặt cho bác màu đấy. Đấy, báo màu trắng lấy màu trắng, báo màu đen lấy màu đen. Bán thì bên em sẽ bán theo lố nhá, bán cả một lố luôn không tách lẻ nhá. Bán cả lố luôn không tách lẻ thì bên em đang bán là một lố 10 đôi nha. 10 đôi tất Nike nhá. 10 đôi thì sẽ có giá là 90k nhá, chỉ có 90k thôi. Tính ra là vào có 90.000 một đôi. 9.000 một đôi. Bình thường là các bác ra quán xá là người đang bán là khoảng tầm 15 đến 20.000 đôi luôn đấy. Đấy nhưng bên em đang bán là chỉ có 90.000 thôi. Dòng tất của Nike. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi. 85% của nó là cốt tông, đi cực kỳ là mát và thoáng chân luôn, đi không bị hôi chân nhá. Đấy, đi không bị hôi chân đây. 85% là cốt tông này. Đấy đi không bị hôi chân, không bị thối chân nhá, đi rất là mát, thoáng. Đấy và cũng đủ cái độ dày để giữ ấm đôi chân bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đây. Bên ngoài này, cái đường tất nó rất là mịn này. Đó, rất là mịn luôn nhá. Logo Nike này. Con này là dòng tất cao cổ nhá. Nó đi qua, nó đi lên thì nó sẽ quá mắt cá chân một chút các bạn. Đấy, quá mắt cá chân một chút. Lên mã em sẽ là sản phẩm là lố tất của Nike 10 đôi. Đấy, lố tất 10 đôi của Nike thì đang có giá là đi
90k một lỗ nhá, 90k một lỗ. Thì hiện tại em đang có hai màu là màu đen và màu trắng nhá. Đấy thì các bác lấy màu nào thì báo nha. Màu đen, màu trắng bán đồng giá là 90.000 cho một lỗ nhá, bán cả một lỗ luôn. 90.000 một lỗ 10 đôi. Đấy 90k. Một lỗ này. Một lỗ 10 đôi sẽ có giá là 90k cho một lỗ nhá. 90k một lỗ thôi. Giá rất bình dân. Nói chung là các bác mua cả lỗ về mình dùng xài cả năm. Đấy các bác, Tết nhất nơi rồi. Mình mua về. Đấy Tết nhất mình đi ok luôn nhá. Đấy, rồi các bác mua về mình đi ở nhà thứ giờ đi nó ấm chân. Đấy, đang mùa đông lạnh lẽo các bác đi nó ấm chân này. Sản phẩm tiếp theo đem lên luôn cho bác mà đó là cây kéo văn phòng, lên mã sẽ cây kéo văn phòng em báo giá luôn. Đấy, hàng con này hàng của Asaka Japan, lên mã sẽ cây kéo văn phòng. Kéo văn phòng thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30k nhá. 30k trong cây kéo văn phòng này, 30.000 một cây. Cái cây này thì các bác cắt rất là ngọt ngào. Đấy, mua về cho các cháu nhà mình cắt giấy cắt tờ này, rồi các bác mua về đấy, cắt giấy cắt bưu thiếp cắt giấy tờ rất ok, chuyên dùng để dùng cho các bác văn phòng nhé. Chuyên dùng cho các bác văn phòng. Đấy phần lưỡi kéo nó rất là dài. Đấy, đây Asaka Japan chữ dập chìm thân này. Đấy, dòng thép SK5 nhá, cắt thì cứ bao sắt bao xài bác đi. Đấy, cắt cực kỳ ok đây, các bác nhìn cắt này. Đấy, thấy không, cắt rất ngọt nhá. Đấy, đặc biệt là bác làm văn phòng cắt giấy tờ các thứ bìa bổng là ok luôn này, rất ngọt ngào nhá. Đấy, thấy không, quá ok luôn. Đấy, ngon là cái nào luôn nhá. Đó, lên mã em sẽ mở mấy cái cây kéo văn phòng nhá. Bên em đang của bác là 30.000 một cây nha, 30k cho một cây kéo văn phòng nha. Hàng của Asaka Japan, hàng này hàng mới nguyên vỉ luôn nhá, mới nguyên vỉ luôn, cực kỳ ok luôn đấy. Đấy, 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con vòi đồng quay này, vòi đồng quay, vòi đồng tưới cây, dùng cho các bác nào dùng về lắp ở vườn nhà mình này. Rồi là các bác lắp ở trên mái thì mình chống nóng cũng rất ok luôn. Con này chất liệu của nó là dạng đồng ấy, đồng thau nguyên si luôn, đồng thau chất lượng luôn. Đấy thì cái con này nguyên lý hoạt động của nó, khi mà có áp lực nước nó đẩy lên thì cái phần này nó sẽ quay, và ở đây nó sẽ có những cái đầu lỗ này. Đấy, nó sẽ phun nước ra và nó cứ thế nó quay tròn, sau đó nó phun nước ra. Đấy, quay tròn này và nó phun nước ra, nước càng mạnh thì quay càng nhanh và phun càng khỏe nhá, phun càng khỏe. Đấy thì nó sẽ cứ quay tròn thôi. Còn này các bác sử dụng ngoài trời nha, thoải mái, không lo nó bị gì xét thứ, giờ nó rất là bền. Đồng thì có yên tâm rồi, đồng với nước thì nó rất là bền rồi. Đồng kết hợp với nước thì rất là bền luôn và ok. Có đi kèm nó là một cái đầu cút nối nhanh nha. Đấy, cái cút nối nhanh thì về em nói luôn các bác nhá, về các bác nếu mà có những cái đầu cút nối nhanh của nhà bác, các bác lắp vào thì các bác đã xài, còn nếu không thì các bác bỏ cái này ra. Đấy, mua cho em một cái gen 21 ấy, nó có cái gen xoáy này, các bác lắp nó vào để cho nó tiện hơn. Chứ còn cái đầu này thực ra là nó phải có đầu nối nhanh cơ thì các bác mới nối được, chứ còn không là các bác không có đâu, các bác không nối đâu, em nói luôn đấy. Không, lúc về các bác bảo là không lắp được, nó rất là dở hơi. Đấy thì chủ yếu em bán cái phần vòi này thôi. Đấy, còn cái này thì nhà xuất người ta có đi kèm. Đấy thì về các bác có cút nối nhanh ấy, cút nối nhanh thường thường thì nó sẽ ấn cái này xuống này. Đấy, sau đó nó sẽ khớp vào luôn này thì nó sẽ dễ. Đó thì lên mã em sẽ mở cái con vòi quay nhá. Đấy, vòi quay 360 độ này, chất liệu bằng đồng nhá. Con này hiện tại em đang bác giá của nó sẽ là đi 80.000 nhá, 80k. Đấy, 80k cho một chiếc vòi quay. Cứ lên mã em sẽ làm vòi quay này. Vòi quay đang gửi bác là 80k cho một con vòi quay này, chất liệu bằng đồng. Đấy, 80k một cái vòi quay nhá, 80.000 thôi. Đấy, quay tròn nha. Vòi quay 80.000 một chiếc nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cái này dùng tưới cây thì các thứ dùng rất ok đây. Các bác cùng coi này. Đấy, về bác lắp đặt vào cái phần nước nha mình. Đấy, sau khi mà mở van nước này, mình nhìn này, nó xòe này. Đấy, nó xòe ra rất là to luôn. Cái đường kính bán kính xòe rất là to. Đấy, và cũng do theo chủ yếu là cái theo áp lực nước của bác nhá. Áp nước bác càng mạnh thì nó phun ra tuyển nó càng rộng, cũng như là nó quay càng nhanh các nhá. Đấy, quay càng nhanh đấy, có nhìn lại lần nữa này, mở ra. Đấy, thấy không? Dùng để tưới cây này, rồi là lắp trên mái chống nóng này, các thứ này cũng ok luôn nhá. 80.000 một chiếc các nhá. Vòi quay chất liệu bằng đồng, 80k một chiếc này các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ chốt cửa này, bộ chốt cửa nhá. Lên mã em sẽ cái bộ chốt cửa bạc. Đấy, bộ chốt cửa bạc hoặc là cái bộ chốt cửa tự động đều được nhá. Đấy, bộ chốt cửa bạc hoặc bộ chốt cửa tự động như đây. Em sẽ lấy nó qua này. Đây nha, một bộ nó sẽ gồm có là như này. Đầu vít đi kèm này và một cái bộ như này. Đấy, thì về các bác lắp vào hai cái phần cánh cửa nha mình. Đấy, khi mà các bác sập vào thì nó sẽ theo cái đường vít vát của nó này, nó sẽ sập vào. Và lúc nào các bác muốn mở ra thì nó sẽ thụt cái này vào và cứ thế các bác mở ra. Còn lúc nào mà các bác muốn đóng vào, các đẩy mạnh cửa cho em cái là tự động nó sẽ sập vào luôn. Đấy, đẩy mạnh cửa nó tự động nó sẽ sập vào luôn. Đấy, các bác không phải cài, nhiều khi mà các bác hay quên nha, các bác không cài thì chẳng may là nó cứ để cửa các thứ ra trộm cắp rồi là các thứ ra rất nguy hiểm. Đấy, các bác mua cho em cái bộ này về
Đó là cái bộ chốt cửa bạc nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ chốt cửa bạc hoặc là chốt cửa tự động đều được. Đấy, chốt cửa bạc không nhá, chốt cửa bạc. Hiện tại em đang bán một cái bộ chốt cửa bạc như này với giá sẽ là đi 30.000 bộ thôi. Đấy, có đi kèm đó là cả outfit để về các bác lắp đặt thôi. Đấy, 30k. Bộ chốt cửa bạc này. Đấy, bộ chốt cửa bạc. 30k một bộ nhá. Giá nó quá là hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác lắp vào cửa nhà mình. Đấy, 30k một bộ nhá. 30.000 một bộ chốt cửa bạc, chốt cửa tự động nhá. 30k. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, về con này rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, các bác lắp vào hai cánh này. Đấy, lắp vào xong, sau đó các bác ấn mạnh này, đấy thấy không? Ấn mạnh nó khớp ngay. Còn nếu các bác lúc nào muốn mở ra thì các bác kéo phần bên hông cho em này. Đấy, kéo thì nó sẽ đấy, nó kéo nó sẽ thu vào và nó, các bác sẽ mở được cửa ra, còn không thì các bác cứ ấn mạnh cái nó sẽ sập vào luôn. Đấy, các nhìn lại một lần nữa này. Đấy, ấn mạnh cái sập luôn nhá. Sập ngon lành luôn này, rất tiện dụng và rất là hay. Đấy, bộ chốt cửa bạc nhá. Chốt cửa bạc hoặc là bộ chốt cửa tự động đều được. Đấy, bên em đang bán một bộ này với giá là 30.000, đi kèm cho bác là có cả ống vít đầy đủ luôn, là 30.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây tô vít đỏ này, cây tô vít đỏ nhá, em báo giá luôn. Cây này thì hiện tại giá đang rất là tốt rồi. Đấy, tô vít đỏ. Tô vít đỏ này. Tô vít đỏ này giá của nó sẽ là 40.000 một cây nhá, 40.000 một cây. Các bác nào hay xoáy ra căn thứ gia đình nhà mình. Đấy, các bác mua cho một cây này về cực kỳ đa năng luôn. Đấy. Bình thường này các bác nhìn thì cứ tưởng nó là một cái cây vít bình thường thôi nhá. Đấy, nó chỉ có hai đầu đúng không? Thì đây. Ở đây sẽ có là hai đầu, một đầu dẹt, đầu ba ke, các bác dùng đầu nào các bác cắm ở đây. Đấy, thì các bác cắm ở đây thì nó thành cây vít bình thường này. Nó có thể chỉnh cái phần cỡ nhá, chiều dài, chiều rộng này, à chiều dài ngắn ngắn vào hay là dài ra này. Đấy, tùy nhu cầu nhá, nó có phần chỉnh cỡ đây này. Đấy, chỉnh cỡ đây. Còn nếu mà các bác muốn chuyển sang thành một cây vít chữ T để các bác xoáy nó có lực tay hơn thì các bác rút cái này ra, cắm ở đây cho em. Đó thì nó sẽ thành một cây công, cây vít tay chữ T nhá. Cái cây này thì dành cho những cái con ốc mà nó chặt. Đấy, mà các bác cần cái lực công nó khỏe thì các bác lắp sang cái kiểu như này. Đấy, thì ở đây nó có một cái lỗ này. Đấy, thì các bác dùng đầu nào các bác cắm đầu ấy vào. Đấy, cắm đầu vào. Ấn chặt vào nhá. Và bắt đầu các bác cứ thế các bác gồng lên các bác xoáy thôi. Đấy, dùng cho những cái con ốc khó, ốc cần lực nhiều thì các bác dùng con kiểu như này. Còn không các bác rút ra lại cắm ở đây bình thường. Là các bác lại xài thành một cây vít bình thường thôi. Đấy, ok luôn. Đấy, hai trong một nhá. Vừa có một cái cây vít chữ T ngang bên này, vừa một cái cây vít thẳng nhai. Và một cây này có cả hai đầu luôn. Đấy, ba ke và đầu dẹt, ok cho bác luôn. À, một đầu ba, đúng rồi, đầu ba ke và đầu dẹt. Hàng này của Nhật nhá, hàng bãi của Nhật. Hàng của thương hiệu cái này, xem cái đợi chút em xem cái hãng của nó là kia. Hayabusa nhá, Hayabusa. Đấy, hàng của thương hiệu Hayabusa Japan này. Đấy, Hayabusa Japan. Này thì hàng này hãng rất nổi tiếng rồi. Lên mã em sẽ là cái cây tô vít đỏ nhá. Đấy, vừa thành một cây tô vít dài, vừa thành cây tô vít kiểu dạng vuông góc này. 40k một cây nhá, 40k một cây tô vít đỏ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây thước đo này, thước đo này. Thước đo thì hiện tại bên em đang có thước đo của Filter và toàn bộ dòng này thì đều có lỗ ban đấy nhá. Đều có lỗ ban đây. Đấy, đây, đều có lỗ ban này, mặt đằng sau có lỗ ban luôn này, mặt đằng trước đây nhá. Con này là con 7,5 m này. Đấy, hàng hãng Filter nhá, toàn bộ bên ngoài đều bọc cao su chống trơn trượt này. Phần dây qua này rồi là phần video. Con này là con 7,5 m này. Ngoài ra có con nhỏ hơn thì là cái con này con 5 m này. 5 m này, thước kéo rất trơn tru nhá, 5 m. Đây có lỗ phần lỗ ban này. Có lỗ ban để các bác đo phong thủy nhá. Nhiều bác rất là thích đo phong thủy đấy, nhiều bác rất là hỏi. Đấy thì đây, em nhập về cho bác cái dòng này. Đấy, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là mẩm là cây thước thước lỗ ban, thước lỗ ban. Thước lỗ ban thì có hai loại là 5 m nhá. 5 m thì bên em đang bán giá là 40.000. Đấy, 40k. Còn cái loại 7,5 m nhá, 7,5 m thì đang có giá là 50k. Đấy là tùy nhu cầu nhá. Các bác lấy loại nào thì bên em sẽ đặt cho loại đấy nhá. Lấy 5 m thì báo cho em lấy loại thước 5 m thì em sẽ nhặt cho. Lấy loại 7,5 m thì cứ báo cho em bên em là nhặt cho bác thước 7,5 m thì sẽ nhặt cho. Và toàn bộ hai cái cây thước này đều là có lỗ ban hết nhá. Đều có lỗ ban để cho các bác xài luôn. Đấy, để phục vụ các bác. Vì nhờ quá nhiều bác hỏi có thước lỗ ban không gì đây. Thước lỗ ban một cách ngon lành luôn nhá. Đấy, các bác đo phong thủy thì đo đất đai thì ok luôn. 5 m là 40.000, còn 7,5 m thì là 50.000 nhá. Thước lỗ ban nhá, hàng của hãng của Filter. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ba hàng đó là cây kéo cắt gà của Đức nhá. Lên mã em sẽ là cây kéo cắt gà của Đức này. Hiện tại em đang bán cây kéo cắt gà của Đức này. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 90.000 một cây thôi. Đây, logo thương hiệu Wailing của Đức này. Đấy, hàng về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương nhá, rất ok. Phần dưới này thì nó làm dạng ba viên này. Để các bác dùng để đánh vảy cá nhá, rất ok. Tay cầm. Đấy, tay cầm rất ôm tay luôn. Lên mã em cho cái cây kéo cắt gà của Đức nhá. Kéo cắt gà của Đức, bên em đang gửi bác một cái cây kéo cắt gà của Đức này. Với giá sẽ là đi 90.000 một cây. Kéo gà Đức nhá.
kéo gà Đức 90k cho một cây kéo gà Đức nhá, 90k một cây kéo gà Đức này, giá nó quá bình dân luôn. Đấy, về các bác dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương nha, rất ok, cắt rất ngon này nhá, 90k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ba hàng, đó là cái vòng gỗ đeo tay. Lên mã em sẽ được cái sản phẩm là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Vòng gỗ đeo tay hiện tại em đang bán bác là giá sẽ là 40k một chiếc nhá, 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay này. Đây, co giãn này. Đấy, rất ok luôn, có thể là đeo vào tay, đeo vào cổ thứ này. Đấy, làm vòng thời trang rồi là làm vòng phong thủy cũng ok luôn nhá. Đấy, chất liệu bằng gỗ rất là thơm luôn, đeo rất là đẹp đây. Đấy, đeo rất là đẹp luôn, ok nhá. Cái vân gỗ của cái hạt nó thì rất là đẹp này. Đấy, vân gỗ thì rất đẹp. Và cái sản phẩm này thì cái phần chun của nó này, đấy cái chun nó co giãn, các bác có thể đeo vào tay, đeo vào cổ thứ rồi, đeo ok luôn, rồi là làm vòng phong thủy, vòng lần hạt ok luôn nhá. Hàng mới đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha, thì mình có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đây, mua về làm quà, biếu tặng cũng rất là sang trọng lịch sự luôn. Giá tại em đang bán một cái hộp vòng gỗ đeo tay này với giá chỉ có là đi 40k thôi, 40k. Lên mã cho cái vòng gỗ đeo tay đang gửi bác là 40k có nhá, 40k cho một cái chiếc hộp vòng gỗ đeo tay nha, là bao gồm là cả hộp cả vòng luôn. Giá nó rất là bình dân, chỉ 40.000 thôi. Đấy, 40k một hộp vòng gỗ đeo tay nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây súng mồi lửa này. Đấy, súng mồi lửa thì đợt này cũng đang được cái mức giá rất là tốt, chỉ có 20.000 một cây thôi. Đợt này bên em cũng đang xả kho sản phẩm này đấy có nhá. Lên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa này. Súng mồi lửa này đang giảm giá xả kho chỉ còn có 20k một cây thôi. 20k cho một cái cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây. Dùng rất ok luôn. Đấy, một cây súng mồi lửa nhá. Về các bác dùng để mồi bếp này, rồi là các bác để lên ban bàn thờ, mình có đốt hương đốt nến cũng rất là tiện. Bình thường là các bác hay về dùng những cái bật lửa ấy, mà ở những cái chỗ mà xa các bác không thể với được, như con này này, nó dài khoảng tầm 30 cm. Đấy, những cái chỗ ở xa các bác vẫn có thể bấm ra các bác với lên này, hoặc là những cái chỗ ở trên cao mình có thể thò lên, mình đẩy lên, mình với lên mình bật. Đấy, những cây nến nó cao rồi là hương nhiếc các thứ là các bác để lên ban bàn thờ. Mà con này rất là to, đặc biệt là bác nào người già ấy, đôi khi các bác cầm những con bật lửa nó rất là khó tìm. Đấy, thì các bác mua cho em mấy cây này về, nó rất là to, dễ tìm, dễ sử dụng, mà nó thao tác rất là nhẹ nhàng thôi, không cần phải bật cật quẹt những con kia cả. Con này chỉ việc bấm cái này, bấm cái là lên, có thế thôi. Có ga sẵn hết rồi nhá, có ga sẵn hết rồi, về các bác chỉ việc xài. Còn nếu mà khi nào mà hết ga thì mình có thể là mình mang ra tiệm mình bơm, hoặc là nhà các bác có sẵn ga thì mình cứ cho vào cái lỗ này các bác bơm này, nó có một cái lỗ ga trong này, có lỗ ga trong này, các bác cho vào đây các bác bơm rất ok luôn. Chỉ có 20.000 thôi có nhá, giá nó rất là hạt rẻ bình dân. Lên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa nhá, cây súng mồi lửa 20k cho một cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây. Cho bác mang hàng đó là cái cây khóa đồng của Đức này. Lên mã em sẽ là cây khóa đồng Đức nhá. Đấy, cây này thì quá chất lượng rồi, dòng khóa đồng Đức chống cắt chống trộm cực kỳ ok luôn. Đấy, và con này nó sử dụng cái hệ điều hành là chống mưa chống nước, nên là các bác dùng cho em ngoài trời. Đấy, các bác cứ dùng cho em ngoài trời cực kỳ là ngon lành luôn. Cái này em đang dùng khoảng tầm 2 năm nay ngoài trời rồi. Bình thường là các bác mua những con khóa ngoài chợ chưa thứ giờ các bác mua về, các bác dùng ngoài trời nó rất là nhanh rỉ sét này, rồi là rất là khó mở này, đặc biệt là cái mùa mưa mùa ẩm ấy là nó rất hay bị rỉ sét. Nhưng con này thì bao dùng bao xài bác luôn, khóa rất là trơn tru nhá, không lo rỉ sét. Thứ hai là dòng chống cắt chống trộm này, các bác nghe cái tiếng khóa là thấy nó đã sướng sướng tài quá nhá, tại nhà thì nó đã thích rồi. Khóa Đức nên là cái yên tâm về chất lượng đi, made in gạc mani. Đấy, một bộ sản phẩm sẽ gồm có một thân khóa đi kèm cho các bác, thì bên sản xuất sẽ có làm luôn cho bác hẳn 4 chìa luôn. Đấy, để các bác có thể là thoải mái chia cho người nhà người thân nhà mình. Đấy, mỗi người một chìa. Đấy, để mọi người tiện đi ra đi vào, có chìa mở ra mở vào rất tiện dụng luôn nhá. Khóa thì thao tác đóng mở nó rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, xoáy cái là xong. Đây, xoáy cái mở đây, rất tiện dụng mà rất là nhanh nhá, rất là nhanh, ok luôn. Báo giá bác luôn nhá, hôm nay em sẽ xả kho sản phẩm mình luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 160.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi và tốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Bữa trước đang bán là 160.000, hôm nay về luôn cho bác một cái mức giá cực kỳ là tốt. 130.000 một cây nhá, 130.000 một cây khóa đồng Đức này, chỉ 130.000 một cây thôi. Hàng bao chất lượng cho bác luôn. Đấy, hàng bao chất lượng cho bác luôn. 130.000 một cây nhá. Sẽ gồm có là một thân khóa đi kèm là 4 chìa, dòng khóa chống cắt chống trộm mưa nắng các thứ giờ các bác cho em ngoài trời thoải mái luôn. Khóa cổng khóa cửa cực kỳ ok nhá. 130.000 một cây này, 130.000 một cây này. Nhanh tay vào việc chốt đơn nhanh luôn à. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm đa năng nhá. Đấy, tiếp tục về cái mã hàng kìm đa năng này, và đợt này cũng về với một mức giá gọi là vô cùng yêu thương gửi bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm đa năng. Đấy, kìm đa năng này. Kìm đa năng này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác một mức giá vô cùng ưu đãi.
100.000 một cây nhá, 100k một cây này, 100k. Nay em sẽ giảm giá xả kho sản phẩm luôn, 100k một cây kìm đa năng. Con này thì nó đa di năng các nhá, đa di năng. Có phần lò xo trợ lực này, dòng sản phẩm đời mới của phần lò xo trợ lực, tay cầm này đều được bọc cách điện, các bác có thể dùng sử dụng sửa điện hữu thoải mái cho em luôn. Ở đây thì nó sẽ có là một cái phần là cái phần cắt kẹp này. Đấy, như bao chiếc kìm bình thường này. Đấy, dòng kìm thép CRV nhá, hàng nội địa của Nhật. Bên dưới này sẽ có là dòng bấm cốt này, rồi là có cả cái phần lõi tuốt dây nhá, bấm cốt này, tuốt dây này, cắt kẹp các thứ này. Đấy, sử dụng làm điện đóm và có thêm cái chức năng có thêm một cái phần phụ nữa, đó là cái lò xo trợ lực nhá. Các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra là tự động là cái con lò xo này nó sẽ hỗ trợ đẩy các bác nhá, các bác không cần phải dùng tay đẩy đâu. Đấy, chỉ việc bóp thôi, còn mở là tự động con lò xo này nó sẽ hỗ trợ nó đẩy các bác cho các bác ra. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này, rồi là cắt kẹp này. Con này các bác sử dụng gia đình này, anh em sử dụng thợ thuyền này, sử dụng công việc cho em thì cũng quá ok luôn. Dòng thép CRV nhá, siêu cứng, dày dặn chắc chắn. Đó. 100.000 một cây nhá, 100.000 một cây. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, hôm nay em giảm giá xả kho thì cũng có 100.000 một cây thôi. Cực kỳ là chất lượng luôn. Dòng kìm hàng nội địa của Nhật rất là đẹp nhá. Hàng nó hàng bãi nhưng mà hầu như là còn mới keng hết các bạn. Còn mới keng, chưa qua dùng lần nào luôn đấy. Chưa dùng qua lần nào luôn. Đây này. Có những con còn nguyên dây bóng bên trong này. Đấy, ok luôn nhá. 100k. Các bác tội gì mà các bác không mua. Bình thường là các bác mua thị trường thì đang bán 150-200 một cây kìm đa năng này. Đây các bác bỏ ra chỉ có 100.000 thôi. Sở hữu cho em một cái cây kìm đa năng, dùng đủ mọi chức năng luôn, cắt, kẹp, tuốt dây, rồi là bấm cốt, rồi là đủ các món luôn các bác nhá. 100k một cây kìm đa năng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã các bác, đó là cái con bàn trải điện này. Lên mã em sẽ cái cây bàn trải điện nhá. Bàn trải điện. Con này thì rất ok các bác về sử dụng này, đánh răng hay giấc. Con này nó cái tần số dùng của nó lên đến là 32.000 vòng trên phút nhá, dùng cực kỳ khỏe luôn. Lên mã em sẽ là mở mấy cái cây bàn trải điện này. Bàn trải điện này bước trước đây bên em đang bán là 100.000, hôm nay em xả kho bác giá chỉ còn có là đi 60k nhá, 60k mỗi cây bàn trải điện này, 60k một cây. Đấy, xả kho bán nhanh các bác dễ mua luôn. Đây con bàn trải điện đây, mới keo nguyên hộp nhá. Sản phẩm sẽ gồm có là một cái cây bàn trải chính này. Đấy, một cây bàn trải chính. Đấy, rất nhiều cấp độ này. Đây là nút bật nguồn, bật lên này. Đấy, máy chạy nhá. Đấy, các cấp độ các bác muốn tắt đi thì các bác giữ lì cho. Còn các bác bật thì ấn một lần là máy nó sẽ bật nhá. Và ấn một lần nữa thì nó sẽ chỉnh chuyển các chế độ này. Đấy, đèn xanh đâu thì nó chuyển chế độ đấy nhá. Các bác về xem đánh chế độ là phù hợp thì mình chuyển sang chế độ đấy, và giữ lì thì nó sẽ là tắt nguồn. Ở đây thì sẽ có tặng kèm cho bác là 4 cái đầu bàn trải để các bác thoải mái thay thế này. Một cọng dây cáp sạc nhá, một cọng dây cáp sạc pin. Đấy, về các bác sạc thì các bác tháo nó ra. Cắm vào đây. Sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn trực tiếp, cái nguồn là nguồn 5V 2A nhá. Các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là hoặc là cái cổng USB có nguồn 5V ấy, nguồn ra 5V là các bác có thể sạc cho cái máy này rồi. Con này các bác sạc một lần dùng chắc phải cả nửa tháng luôn. Pin cực kỳ trâu nhá, pin rất trâu luôn. Đấy. Thì đây em sẽ tháo cho bác, test cho bác một cái đầu bàn trải này. Đầu bàn trải lông rất là mềm luôn, lông cực kỳ mềm nhá, lông mềm dã man luôn. Đây lông rất mềm nhá, lông rất mềm luôn. Đấy, đánh rất ok, đánh cực kỳ sạch. Cái này đánh sạch lắm. Bình thường là các bác hay dùng những con bàn trải truyền thống ấy, các bác đánh hay bị xước sát răng, như con này các bác dùng yên tâm đi, dùng không lo xước sát răng miệng mà cái tần số dung nó rất ok. Đây đấy, các bác lắp vào này, bật đây này. Đấy là các bác sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có những cái chế độ khác nhau, để các bác dùng chế độ nào thì các bác để chế độ đấy nhá. Đấy, dùng kéo các bác nghe tiếng nó rung này. Đấy, các bác nghe tiếng nó rung không? Kinh khủng khiếp luôn, rung khỏe lắm. Đấy, đây em sẽ test bác coi này. Các bác thấy nó rung đúng không? Con này là nó lợi dụng cái phần sóng rung của cái đầu bàn trải này thì nó sẽ đánh tan những cái phần mảng bám lâu ngày. Đấy, những phần mảng bám lâu ngày ở trên răng. Đấy, giúp răng của bác trắng hơn, sạch hơn. Đấy, thơm to hơn. Đấy, rồi là những cái phần cặn bẩn này, cái phần mảng bám trên răng là nó sẽ rung, nó sẽ làm đánh tung ra hết luôn, nên là các bác sử dụng rất là sạch. Đấy, em vừa test bác coi nhá. Máy nó rung rất là khỏe luôn, rung khỏe lắm. Đấy, các bác nghe tiếng chưa? Rung khủng khiếp luôn đấy. Đó. Về thì sạc pin và các bác lại xài thôi. Đó thì lên mã giúp em sẽ làm là cái bàn trải đánh răng điện nhá. Bàn trải điện đánh răng. Giá hôm nay em xả kho bán anh bác luôn, chỉ còn có 60.000 một chiếc thôi, 60k.
Con này nó rung là lên đến 32.000 vòng trên phút này, cực kỳ khỏe luôn, 60k một chiếc đó nhá. À, ngoài cái sản phẩm bàn chải răng thì hôm nay em giới thiệu luôn đó bác, đó là cái mẫu kem đánh răng này, lên mã cho em sẽ là một cái cây kem đánh răng của thương hiệu Santa. Đấy các bác có thể kết hợp cùng với con kem đánh răng này thì các bác sử dụng rất ok luôn. Con kem răng này thì nó là kem đánh răng dạng muối nhá, rất là tốt cho phần lợi này. Lợi hay bị chảy máu chân răng này, các bác hay bị ê buốt lợi này. Đấy, rồi là răng các bác lâu ngày bị ố vàng này thì các bác dùng con này cho em. Đấy, kem đánh răng muối nhá, giúp trắng sáng này, rồi là khôi phục hệ thống lợi niếu này. Đấy, giúp các bác lợi niếu của bác khỏe hơn nhá, chắc hơn. Đấy, rồi là không bị chảy máu chân răng nhá. Đấy, mồm miệng thơm tho ok hơn không nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái lọ kem răng của Nhật, một típ này là 170g nhá. Một típ này là 170g này, hàng chuẩn của Nhật luôn. Cái này dùng rất là sạch, đánh cực kỳ thích luôn. Cái này em cũng đang dùng ở tầm 2 năm này, em dùng nghiện luôn nhá. Các bác dùng đảm bảo bác là nghiện luôn, dùng thích cực kỳ. Đó, một típ kem răng của Nhật này với giá sẽ là đi 60.000 thôi. Đấy, 60k, bữa trước đang bán là 75.000, hôm nay em về nó bác mức giá rất tốt. 60k cho một típ kem răng của Nhật này, chỉ có 60.000 thôi. Một típ này là 170g, dùng cực kỳ ok luôn. Các bác có thể mua kèm thêm cùng với lại bàn chải răng nhau nhá, để về các bác trải nghiệm và sử dụng. Đấy, nói chung là đảm bảo các bác là các bác dùng nghĩa luôn nhá. Típ canh răng là 60k và bàn chải đánh răng điện cũng 60.000 luôn các nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả luôn các bác, đó là cái bộ vít V50 này các ơi, bộ vít V50. Bộ này nó sẽ gồm có 50 cái đầu vít nhá. Đây đợi chút em bóc cho bác. Coi, bộ nó đóng gói rất kỹ cả. Đây, đóng gói cực kỳ kỹ càng luôn. Đấy, một cái bộ vít nó sẽ gồm có tổng cho bác là 50 đầu vít. Đấy, dành cho các bác làm nghề bộ này quá ok. Rồi các bác sửa chữa ở nhà cũng ok luôn. Đấy, sẽ tổng là 50 đầu vít nhá. Đây, ở bên này một loạt là đấu những cái đầu hoa thị to nhỏ này. Bên này thì sẽ có là những cái bộ đầu là đầu đầu dẹt, đầu tròn, đầu lục giác này. Rồi là đầu những cái đầu dị dị như là đầu, đầu hai cạnh này, này. Đây này, đấy cái đầu hai cạnh này. Đó, rất ok nhá. Bộ này đi toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng. Đấy, siêu cứng và siêu ok luôn. Đấy, toàn bộ thì đều được tích nam châm từ tính nhá. Toàn bộ là đều được tích nam châm từ tính nên là sử dụng dùng rất ok luôn. Đấy, sử dụng rất ok luôn. Các bác mua về sấy vít, sấy ấy ra. Và cái chân này của nó này các bác nhìn này. Cái chân này của nó sẽ là cái chân lục giác. Nên là khi mà về các bác lắp vào những cái con máy khoan pin, máy khoan cầm tay là rất là vừa này. Đấy, và cái phần đầu vít nó rất là dài nhá, những cái lỗ vít mà nó sâu ấy là các bác vẫn có thể luồn vào, các bác xoáy được những cái lỗ bên trong. Đấy, rất ok luôn. Cho anh em thợ thuyền làm nghề này, các bác sử dụng gia đình này, xoáy bộ này thì quá ok luôn. Đấy, hàng mới keng nguyên trong hộp này có nhá. Đấy, hàng bãi nhưng vẫn còn mới, rất đẹp luôn đó. Báo giá bác luôn nhá, lên mã cho em sẽ là cái bộ vít V50 nhá, tổng nó sẽ gồm có là 50 chi tiết, 50 đầu vít trong một cái hộp nha. Đấy, giá nó bình dân thôi, chỉ có là đi bao tiền nhỉ, 170.000 nhá, 170.000. Đấy, bữa trước em đang bán là 250.000 đấy, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 170.000 đúng không nhá. Lên mã cho em xem cái bộ vít V50 nhá, bộ vít V50 chi tiết. Đấy, V50 chi tiết nhá. Đấy, V50 chi tiết 170.000, xả kho bán nhanh cho bác luôn. Đó. Rất chất lượng luôn đây các bác cùng nhìn lại một lần nữa này. Quá đẹp luôn. Đấy, đầy đủ là 50 đầu vít cơ nhá, 50 đầu vít cơ. Đấy, và có thể là lắp vào máy khoan pin cái thứ thoải mái luôn. Và vít nó dài, các bác có thể xoáy trong những cái lỗ sâu ok luôn nhá. Đó, bộ vít V50 đầy đủ các mã đầu luôn nhá, 170.000 một hộp này nhá, 170k một hộp này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây kéo cắt tỉa này. Đấy, về chuyên dùng cho các bác dùng để tỉa cành, tỉa tán, tỉa cây. Đấy, các bác Tết nhất đi nơi rồi, các bác chăm sóc cây cối như mình, khu vườn của mình cho nó đẹp hơn để chuẩn bị đón Tết này, thì các bác mua cho em cái cây này về. Cây này thì cứ bao sắc bao xài luôn. Hàng này thì nếu mà nói chuẩn thì bên Nhật người ta dùng để cắt lông cừu nhá. Đấy, hàng Nhật nó xuất đi để cho dùng cho các nước để cắt lông cừu. Đấy, các bác nhìn hình con cừu chưa? Đấy, chuyên để cắt lông cừu là các bác biết cái độ sắc nó như nào rồi. Cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng bao dùng bác xài luôn. Made in Japan. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 34 cm nhá. Phần bản lưỡi của nó dài là 20, còn tổng chiều dài của nó vào là 34 cm. Đấy. Khâu khóa đồng nhá coi nhé, khâu khóa đồng này, đó sắc bén ok luôn. Đây em sẽ cắt cho bác coi. Đây này em lấy cái giấy bóng mà em cắt này, bác nhìn này, giấy bóng này các bác nhiều kinh kinh khủng không, giấy bóng mà nó cắt ngọt dã man luôn này, các bác nhìn này, giấy bóng này đấy, đây giấy bóng này cắt kinh khủng luôn này, ối dã man luôn. Nói chung là siêu sắc bén nhá, có phần lò xo trợ lực nhá, lò xo trợ lực này và khóa hãm đầy đủ cho bác luôn. Đó, tay cầm thiết kế dạng đường đường vòng cong cong này đấy, các bác bóp nó rất là sướng tay, đã tay nhá.
mà các bác bóp này nó lâu nó không bị mỏi tay, đấy bóp lâu nó bị mỏi tay. Về các bác vùng dùng để tỉa tán này, cắt cành này, đấy rồi là sử dụng cắt trong rất là nhiều việc luôn. Tổng chiều dài là 34 cm nhá, phần bản lưỡi của nó dài là 20. Đấy, hàng khâu khóa đồng, hàng xịn, made in Japan. Đó. À, em báo giá luôn nhá, lên mã cho em sẽ là lấy cái cây kéo tỉa dài 34 cm, thì cứ lên mã cho em sẽ là kéo tỉa 34 cm nhá. Kéo tỉa 34 này. Kéo tỉa 34 cm. Giá của nó bữa trước đang bán là 150 ngàn, hôm nay em cũng về được mức giá thanh lý xả kho luôn. Giá chỉ còn có 110 nghìn một cây thôi. 110k một cái cây kéo tỉa 34 cm này, 110 nghìn một cây nhá. Đấy, bán nhanh xả lỗ với bác luôn. Đó, về các bác chốt nhanh, về các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt đồ đạc nhà mình ok luôn nhá. 110 nghìn một cây thôi. Giá rẻ rất tốt mà sản phẩm dùng ok lắm. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái vỉ đầu bắn tôn của Makita này. Đấy, vỉ đầu bắn tôn của Makita nhá, đây, của Makita. Đầu này thì bộ đầu này của nó là đầu 8 nhá. Đầu 8 nhân 42. Một cái vỉ này sẽ gồm có là 10 đầu. Đấy thì em cũng xả kho luôn. Đấy, xả kho cái bộ này luôn. Bữa trước thì đang bán là 100 ngàn một vỉ này. 100k một vỉ, hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 60 ngàn một vỉ thôi. 60k một vỉ này. Đấy, đấy là giá mà các bác mua cả vỉ nhá. Giá các bác mua cả vỉ, còn nếu các bác muốn mua lẻ đầu thì bên em đang bán lẻ một đầu bán tôn này với giá chỉ có 10 ngàn thôi. Đấy, với giá chỉ có 10 ngàn này. Đầu của nó đầu 8 và toàn bộ đều có nam châm từ tính nhá. Đấy, có nam châm từ tính luôn. Ok, nam châm bắt rất là ngọt luôn các nhá. Nam châm từ tính đầy đủ các bác luôn này. Đấy, đầu này là đầu 8. Nói chung là đầu 8 là cái đầu phổ thông bán tôn nhiều nhất rồi. Đấy. 10 ngàn một đầu nhá. Nếu mà các bác lấy đầu lẻ, đấy là đầu bán tôn. Còn nếu mà các bác lấy cả vỉ 10 đầu, cả một vỉ 10 đầu thì giá cực kỳ tốt luôn, nó chỉ có 60 ngàn thôi, là một vỉ luôn là 10 đầu này thì là 60 ngàn của hàng của Makita nhé, hàng hãng luôn. Đây, Makita Ayuachi Japan này. Đó, một vỉ 10 đầu là 60 ngàn, còn các bác mua lẻ một đầu thì là 10 ngàn nhá, mua lẻ một đầu thì là 10 ngàn. Đấy là tùy nhu cầu mình nhá. Nói chung là bác nào mà dùng nhiều thì nên mua cả vỉ mà xa, giá nó hạt rẻ. Bình thường này các bác mua một cái đầu bán tôn của đều watt của Mỹ ấy, nó đã rơi vào khoảng tầm là đi 450 nghìn một đầu rồi. Đấy, bên em bán cả một cái vỉ 10 đầu này mà giá nó chỉ có 60 ngàn thôi. Đấy, các bác tội mà các bác không mua. Đấy, hoặc các bác mua lẻ cũng được, mua lẻ cũng chỉ có 10 ngàn một đầu thôi, giá nó quá bình dân luôn đó. À, vỉ đầu bán tôn 10 đầu 60 ngàn, mua lẻ một vỉ là 10 ngàn quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây thước kẹp điện tử này, lên mã em sẽ cái cây thước kẹp điện tử. Đấy, cây này hiện tại bên em đang có giá là 100 ngàn một cây nhá, 100k. Lên mã em sẽ là thước kẹp điện tử nhá. Đấy, thước kẹp điện tử 100k một cây. Đó, con này thì nó là dòng thước để các bác đo kẹp nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, và đi kèm thì sẽ có cho bác bên nhà xuất sẽ có tặng luôn cho bác là một viên pin nhá. Đấy, và đựng trong thước thì đựng trong hộp rất là cẩn thận nha. Đấy, thước rất là xịn và ngon nhá. Đây. Đó. Con này đo tối đa được là 15 cm, 150 mm nhá, đo tối đa được là 150 mm. Đấy thì về khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác rút cho em cái tấm siêu nhựa này ra. Hiện tại nó đang có một cái tấm siêu nhựa này, các bác rút ra nhá. Đấy, rút ra bắt đầu là nó mới nhận pin này. Đấy, khi mà nào mà rút ra xong rồi thì bắt đầu các bác đo thôi, cứ thế các bác đo. Đấy, con này ở trên đây có ba nút này, on off bật tắt này, nút zero là xóa sạch này. Đấy, và nút hai đơn vị đo là đơn vị đo mili và đơn vị inch nhá. Đấy, các bác dùng đơn vị nào có ấn đơn vị đấy, còn dùng thì mình bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, tiết kiệm pin. Đó, đo thì cực kỳ là chính xác luôn nhá. Đây, em sẽ đo test cho bác coi này. Đấy, ví dụ em đo cái này này, đo cái hình tròn này này. Đấy, bên trong này 19.1 mili này, rất chính xác luôn nhá, chính xác từng cái mili một luôn. Đấy, 28.0 mili này, quá ok luôn nhá. Đấy, rồi là ví dụ các bác đo những cái đồ hình vuông này này. Đấy, đấy các bác kẹp này, ok luôn nhá. 30 mm này, đấy, 30 mm, rất ok. Ngoài chức năng là đo kẹp thì mình có thể là đo chiều dài, rồi các bác có thể đo đi chiều sâu này. Các bác nhìn thấy cái gậy này, đấy các bác có thể là chọc xuống này các bác đo đi chiều sâu nhá, đo chiều sâu cũng ok luôn. Đó. Lên mã anh em sẽ làm là thước kẹp điện tử nhá. Đấy, rất là thông minh là nó sẽ hiển thị toàn bộ số trên này luôn. Đấy. Và đặc biệt là cho bác nào mà người già mắt kém, đấy đôi khi các bác nhìn những cái thước kia nó rất là khó nhìn, thì các bác mua ngay cho em con thước này về, cái số nó hiển thị to đùng ở trên này luôn này, nên là các bác nhìn nó rất là chuẩn luôn. Đấy, nhìn không lệch được chút nào đâu. Thước kẹp điện tử nhá, thước kẹp điện tử 100.000 một cây nhá, 100k một cây này. Có kèm thêm bác là một viên pin nữa, để về các bác hết pin thì các bác thay, thay pin rất là dễ thôi. Các bác mở cho em cái nắp này ra này, ở đây là nắp này, pin của nó là pin cũ áo. Đấy thì nó có sẵn viên một viên pin rồi và có một viên pin đi kèm, nếu mà hết pin thì các bác lại lấy vào lắp. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể tắt đi. Đấy, tiết kiệm pin. Đấy, cho vào cái hộp này rất cẩn thận này. Chống sốc, chống va đập ok luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền làm nghề, các bác sử dụng đo đạc ở gia đình nhà mình cũng ok luôn nhá.
100k lên mã cho là cây thước kẹp điện tử. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác đó là cái bộ tô vít đỏ vàng 2, 4, 6, 7 cây, một bộ tô vít đỏ vàng 7 cây, giá của nó thì cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã em sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây này, bộ tô vít đỏ vàng, đỏ vàng 7 cây nhá, giá sẽ là 130k cho một cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây này, chỉ có 130.000 thôi, một cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây. Đây một bộ này sẽ gồm có là đi 7 cây vít này, 7 cây vít đấy, 7 cây vít. Bộ này thì chuyên dùng cho anh em thợ thuyền, các bác làm điện đóm thì rất là hợp lý luôn đấy, rất hợp lý nhá, chuyên dùng cho anh em thợ thuyền làm điện. Nó sẽ có là các loại đầu là đầu ba ke và đầu dẹt nhá, đầu ba ke có, đầu dẹt có luôn đấy. Đây một cái cây to nhất đây đấy, hàng của thương hiệu Kabushi nhá, toàn bộ đều đầu bọc cách điện rất ok, đầu dẹt này đấy, đầu dẹt rồi là đầu ba ke này, đây đầu ba ke đây. Đấy, đầu ba ke các bác xoáy điện đó mà thứ dùng chuyên dùng điện thì bộ cho em bộ này rất an toàn. Ngoài ra thì nó có một cái cây bút thử điện nhá các bác nhá, một cái cây bút thử điện để về các bác test thử điện này ok luôn đấy, chuyên dùng cho các bác thợ điện sửa điện rồi là các bác sử dụng gia đình, dùng trong những cái hôm nào mà các bác sửa chữa điện đóm dùng cho an toàn đấy, không lo nó bị giật chiếc thứ gì vì toàn bộ đều bọc cách điện mà, dùng rất an toàn luôn. Bộ tô vít đỏ vàng 7 món nhá. Đấy 130.000 bộ này nhá, 130.000 bộ này. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng ok, cái này thì bên em bán rất nhiều rồi. Đấy, dùng chất lượng lắm. Lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây khò ga của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn cái mã hàng này nhá. Đấy, bán lãi chút ít tình cảm thôi. Đấy, bữa trước thì cái cây đang bán là 150.000. Hôm nay em về cho bác mức giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Giá chỉ còn có 80.000 thôi. 80k một cây khò ga của Kabushi Japan nha. Lên mã em sẽ là khò ga K1 nhá. Khò K1 này. Đấy, giá đang gửi bác là 80.000 một chiếc nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Con này các bác yên tâm về chất lượng rồi, hàng của nó hàng hãng coi nhá, cầm cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Sản phẩm này sẽ có là hệ thống đánh lửa tự động này, các bác không cần phải mồi, về là các bác chỉ việc lắp vào là dùng xài thôi, không cần phải mồi. Ngoài ra đây là cái nút chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, nút chỉnh ga to nhỏ và cái nút này đó là cái nút chỉnh gió nhá, chỉnh gió. Đó, thế thôi. Về các bác lắp vào bình ga mini mình là xài. Hàng này thì nó là hàng dạng hàng phân khúc tầm cao rồi. Đấy, dòng phân khúc cao cấp rồi nhá, của Kabushi Japan này. Nó rất chất lượng luôn, hàng mới keo nguyên vỉ này. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây khò ga K1. Hôm nay em xả kho cho bác một cái mức giá gọi là siêu tốt luôn. Chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Đấy, 80.000 cho một chiếc khò ga K1. Giá nó quá là hạt rẻ mà nó giá nó quá là tốt. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, số lượng có hạn. 80k khò ga K1 nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, mới keng luôn. Tiếp theo thì hôm nay em cũng xả luôn cho bác đó là cái mã đồng hồ nhiệt kế này. Lên mã em sẽ là cái này là cái nhiệt kế điện tử nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là nhiệt kế điện tử. Nhiệt kế điện tử này hôm nay em cũng xả kho luôn, nhiệt kế điện tử này. Nhiệt kế điện tử này bữa trước đang bán là 100.000, hôm nay em cũng về bác giá mới luôn. Giá chỉ còn có là đi 60.000 nhá, 60k. 60k cho một chiếc nhiệt kế điện tử này, 60k một chiếc nhiệt kế điện tử nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn. Cái này thì đây, em sẽ bóc cho bác một chiếc các bác coi này. Đấy, hàng nó mới căng nha. Thì về các bác sử dụng thì có một viên pin này, đấy và một cái con đồng hồ nha. Đấy thì về các bác bóc cho em cái lớp siêu màn hình này ra nhá. Nó có một cái lớp giấy bóng bảo vệ cái màn hình này. Về các bác bóc ra. Đấy, các bác bóc ra này. Đấy thì nó sẽ mới căng nha. Đấy khi bóc ra nó sẽ mới nha. Đấy và bắt đầu là các bác mở cái phần nắp dưới ra. Lắp cho em viên pin vào. Đấy, lắp viên pin vào. Đây, lắp viên pin ở cái phần nắp dưới này. Đấy và khi mà lắp vào thì nó sẽ có là tự động nó cập nhật luôn. Đấy, tự động nó cập nhật nhá. Đấy, hiện tại đang là 21.2 độ C này. Đấy, độ ẩm là 99%. Hiện tại ngoài Bắc độ ẩm rất là cao cũng như là cái nhiệt độ nó đang mùa đông cũng rất là thấp. Đấy. Và có cả giờ này. Cái giờ này thì các bác muốn cài đặt rất là dễ thôi. Cái giờ này thì các bác khi mà các bác mua về nhận hàng ấy, nếu mà các bác muốn đúng giờ ấy thì các bác cứ đúng 12 giờ trưa, đúng 12 giờ trưa nhá. Các bác tháo pin ra, các bác tháo ra lúc khoảng tầm 11 rưỡi đi, các bác tháo ra sau đó là đúng 12 giờ trưa. Các bác lắp pin vào cho em là nó chạy đúng theo cái giờ ấy luôn. Đấy, các bác không cần phải chỉnh gì cả. Cứ đúng 12 giờ trưa nhá, các bác lắp pin vào cho em là nó chạy đúng theo cái giờ ấy luôn. Đấy, đây, cái nhiệt độ nó tự động nó cảm nhận hết các nhá. Nhiệt độ, độ ẩm là tự động nó cảm nhận hết. Con này nó có ngoài độ C thì nó còn có cả độ F này. Đấy, các bác bấm lên cho em. Đấy, min max này. Min max này. Đấy, ok luôn. Rồi. Đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế điện tử. Đấy. Nhiệt kế điện tử nhá, cứ lên mã em sẽ được nhiệt kế điện tử. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ có 60.000 một chiếc thôi. Đấy, 60.000 một chiếc.
có cả pin biếc đi kèm cho bác về xài luôn. Con này thì các bác có thể để bàn ở đây, nó có phần lạnh chống này, các bác có thể để bàn hoặc các bác có thể treo lên tường, nó có cả lỗ đinh để treo lên tường luôn. 60k nhá, nhiệt kế điện tử 60k, báo nhiệt độ này, độ ẩm phần trăm này, phần trăm độ ẩm này, rồi là ngày giờ thì ok luôn. Đấy thì các bác muốn về nó đúng giờ, không cần phải cài đặt nhiều, thì về các bác khoảng tầm 11 rưỡi các bác tháo pin ra và đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là tự động nó sẽ cập nhật đúng giờ luôn. Đó, rồi em sẽ qua những mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái bộ sạc iPhone. Lên mã em xem cái bộ sạc iPhone nhá, hôm nay em cũng xả kho bộ luôn. Đấy, bộ sạc iPhone này, sạc chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Bộ sạc iPhone này thì bữa trước đang bán là 80.000, hôm nay em xả bác một cái mức giá cũng rất là dễ mua, chỉ còn có 50.000 bộ thôi. Đấy, 50k một cái bộ sạc của iPhone nha. Đấy, iPhone 14 Pro Max này. Đấy, hàng của Apple, rất xịn sò chất lượng nhá. Một bộ thì sẽ bao gồm cho bác là một củ nhá, một cái củ sạc. Chân của nó sẽ là chân Type-C này. Đấy, chân PDF ấy. Đấy, chân Type-C. Và một cái cọng dây cáp đi kèm. Cái này thì chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Nói lại các bác là chuyên dùng cho máy iPhone. Còn bác nào dùng Samsung thì không dùng đâu. Đấy, chỉ dùng cho máy iPhone thôi nhá. Chỉ dùng cho máy iPhone thôi, đây là. Chỉ dùng cho máy iPhone thôi. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sạc iPhone 80.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá thì còn có 50.000 thôi. Đấy, một bộ là bao gồm là một củ và một cái dây cáp đi kèm. Về là các bác chỉ việc là cắm vào nguồn 220 là các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả. Đấy, bác nào đang dùng iPhone thì mua ngay cho em cái bộ này về. Cái bộ sạc bóc máy của iPhone nhá, rất chất lượng luôn, hàng ok lắm. Đó. 50k nhá, 50k. Hôm nay em xả kho cái mã này luôn. Chỉ có 50.000 cho một cái mã sản phẩm cái bộ sạc iPhone thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn. Đó là cái bộ cắt móng tay ví nâu này. Lên mã sẽ là cái bộ cắt móng tay ví nâu nhá. Bộ này thì về dùng cho các bác xài gia đình là rất là hợp lý, dùng cho cả nhà nhà mình luôn. Đàn ông phụ nữ dùng hết, đặc biệt là các chị em phụ nữ thì nhìn bộ này rất là thích, rất là mê này. Đấy, có các món ví dụ như là cắt móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết các thứ này, rồi là có rũa móng này, lấy dái tai này, nặn mụn này, zip giếc các thứ đầy đủ luôn, zip nhổ lông. Đó, đầy đủ cho bác luôn. Một cái bộ sản phẩm bộ bấm móng ví nâu nha, thì các bác cứ lên mã cho em cái bộ bấm móng ví nâu. Đấy, bộ bấm móng ví nâu này. Đó thì bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả kho cái bộ luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 80.000. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. 40k nhá, 40k cho cái bộ bấm móng ví nâu này, chỉ có 40.000 thôi. Lên mã em cho cái bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, bộ bấm móng ví nâu. Đấy, 40k cho một cái bộ bấm móng ví nâu này. Giá nó quá là ưu đãi luôn. Các bác mua về xài cả gia đình nhà mình luôn. Bấm móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết này, nặn mụn này, rũa giếc các thứ này, zip giếc đầy đủ cho bác luôn. Đựng trong một chiếc ví rất là đẹp, xinh, hoa văn họa tiết cực kỳ ok. Màu của nó là màu nâu chủ đạo nhá. Bộ bấm móng ví nâu xả luôn cho bác là chỉ còn có 40.000 một bộ thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Cây này về ví dụ các bác đo nhiệt độ thức ăn này, rồi là đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước, đo nhiệt độ sữa này, dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, các bác cắm vào nó sẽ báo nhiệt độ lên nhá, rất là hay. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Que đo nhiệt độ này. Đấy, que đo nhiệt độ bữa trước đang bán cho bác là 60.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 40.000 nhá, 40k thôi. Đấy, bán nhanh xả luôn. 40.000 một cây này. Đấy, rất là tiện nha, đây em sẽ lấy bác còn một cây này. Cái này về các bác hay đo nhiệt độ sữa, nhiệt độ rượu thứ giờ rất là tiện. Ở đây nó sẽ có một cái màn hình hiển thị đầy đủ thông số trên luôn. Thì về các bác bấm cho em bằng nút on off này, bật lên này. Đấy thì nó sẽ hiển thị lên đây nhá. Đấy, hiện tại nó đang là 20.5, nó là cảm nhận theo cái nhiệt độ môi trường. Còn đây ví dụ như đây em cầm tay vào nhá. Em cầm tay vào đo như kiểu đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy thì các bác nhìn này. Đấy, bắt đầu là nó sẽ nhích lên luôn này, con thấy không? Nó rất là nhẹ luôn. Đấy, đây em cầm tay nắm tay đây nhá. Cái này là như kiểu em đang đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy, nó nhảy lên luôn. 26.9 độ C nhá, 27 này. Đấy, bắt đầu là nó cứ nhảy nhích dần lên. Còn đây em giờ em bỏ ra nhá. Bỏ này, bắt đầu nó xuống này. Đấy, bắt đầu nó sẽ xuống này. Đấy, các bác để ý này. Đó, đương nhiên rồi đấy. Bắt đầu là lại cảm nhận là đang xuống rồi đấy. Đó, có thấy không? 29.8 này, 29.7 này, bắt đầu đang xuống nhá. Rất là tiện dụng luôn. Vì nó có cái màn hình hiển thị ở trên này này, các bác nhìn rõ ràng là nó chuẩn xác bao độ. Về các bác đo nhiệt độ sữa này, nhiệt độ rượu này, nhiệt độ nước này, rồi là đo đồ ăn thức uống các thứ ra này. Đấy, nhiều khi là những cái món ăn mà mình cần đo nhiệt độ để cho nó chuẩn xác với nhiệt độ mà mình cần nấu chín, hoặc là đo nước, đo sữa giờ để cho trẻ con uống là ok luôn. Đấy, đo nước cho trẻ em tắm này, rồi đo sữa cho trẻ em uống này, ok luôn. Que đo nhiệt độ nhá, hôm nay xả luôn bác, chỉ có 40.000 một cây thôi, 40k có nhá. Về chỉ việc bật lên là xài thôi. Lúc nào mà các bác không xài thì các bác tắt đi. Đấy, có lúc nào dùng thì các bác bật lên. Ok, đó.
40k nhá. Sao vào tiếp theo đi em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái con máy vít chạy pin này. Cái con này về bác sử dụng xoáy gia đình rất hợp lý này. Đấy rồi anh em thợ thuyền xoáy con này ok luôn. Đấy lên mã em sẽ được cây máy vít nhá. Con máy vít chạy pin, cái con này là nó có tích hợp pin sạc tích điện nó ngoài sẵn rồi. Thì về các bác cứ thế việc dùng thôi, nếu mà lúc nào hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Thì con này đây, cái chân sạc nó đây. Đi kèm thì bên trong hộp thì bên nhà xuất sẽ có đi kèm cho bác luôn là một cái dây cáp sạc nha. Đấy đây các bác cắm vô đây. Và các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của nó sẽ là cái nguồn cổng USB, cổng USB ấy, cổng cục sạc điện thoại ấy, hoặc là chân cổng nguồn USB 5V 2A ấy, là các bác cắm vào đây là các bác sạc được cho cái máy này rồi. Đấy. Và có đi kèm luôn thì bên sản xuất có bên trong nữa là hai cái đầu vít nhá, hai cái đầu vít cho các bác luôn. Đây. Hãng làm cho bác rất cẩn thận luôn. Đấy. Đầy đủ cả sạc xiếc rồi cả đầu vít thứ này, hai đầu vít nhá, một cái đầu dẹt và một cái đầu ba kia. Thì về các bác xài đầu nào các bác cắm cái đầu này vào. Đấy cắm đầu này vào. Đó đầu các bác bấm này. Đấy bấm là ngon này luôn. Tiến lên thì các bác vào, lùi xuống thì các bác xoáy ra. Đấy tiến lên và vào, lùi xuống là ra thế thôi. Rất ok. Đây nó có hai cái nút bấm này. Rất tiện dụng ngon này chắc chắn. Cầm nó rất là vừa tay nhá. Con này cầm rất là vừa tay, cầm nó không bị nhỏ quá hoặc là cầm nó không bị to quá. Đấy. Cầm khá là chắc chắc tay đầm tay nhá. Đấy các bác có thể cầm như này. Các bác có thể cầm như này. Đấy cầm nhẹ được, cầm nhẹ được. Còn các bác cầm như lại được đấy, nói chung là các bác sử dụng cầm được nhiều thế nhá, cầm được nhiều thế nói chung là tiện dụng nhá. Xoáy vít nha, đây con này cái lực xoắn mô man của nó, cái lực xoắn mô man nó cái mô men ấy xoắn của nó rất là khỏe đây này. Các bác nhìn em biết này, em biết tay này đấy, biết tay rất là chặt nhá, nhưng con này nó vẫn vượt lên luôn đấy. Thì các bác biết được cái lực của nó, lực xoắn không nhỉ, rất khỏe luôn nhá. Đấy nhỏ nhỏ thôi nhưng khỏe cực kỳ luôn đó. Lên mã em sẽ đeo con sản phẩm là cái con máy vít nhá, máy vít chạy pin nhá, máy vít chạy pin. Con này em báo giá luôn, đang gửi bác là giá sẽ là 130.000 một cây thôi. Đấy về các bác sử dụng gia đình này, xoáy những cái đồ đạc các thứ điện gia dụng nhà mình, anh em thợ thuyền dùng này cũng quá ok luôn nhá. Lên mã cho con máy vít này, máy vít pin nhá, máy vít pin dạng mini, giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130k cho một chiếc máy vít pin này. Đấy 130k rất tiện dụng. Đi kèm bên trong thì sẽ có là cho bác là hai đầu vít này, rồi là cả cái cọng dây cáp sạc luôn, còn lên thân máy chính nhá. Hàng rất ok. 130.000 full combo cả hộp này luôn là 130.000. Tiếp theo em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây cạo lưỡi này. Nhiều bác hỏi em là đợt này còn hàng không, thì em báo luôn bác là vẫn còn hàng của bác nhá. Đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh khoang miệng không miệng này. Đấy đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi nhá, rất tiện dụng luôn. Cái này thì nó là inox 304 nên các bác dùng yên tâm lấy sức khỏe nhá, không lo ảnh hưởng đâu. Đó đây. Inox 304, nó là cái một cái cây để các bác dùng để vệ sinh cạo lưỡi. Đấy cạo lưỡi, chà cạo lưỡi cho nó sạch sẽ đi nhá, ok luôn. Đó. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi, chỉ có 20.000 thôi nhá, 20k là có kèm cho bác là cả một cái hộp đựng này nữa nhá, thì các bác có thể mang đi du lịch đi chơi hoặc mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng ok luôn. Đấy rất là xinh, ok nha. 20k nhá, 20k cho một cái cây cạo lưỡi nhá. Lên mã cho em xem cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi. Đấy cạo lưỡi, cây cạo lưỡi này, cạo lưỡi vệ sinh lưỡi đang bán bác là 20k. Đấy việc cạo lưỡi vệ sinh lưỡi rất là quan trọng nhá. Đấy thi thoảng các bác sử dụng sáng đến mình dùng cái cây này mình cạo lưỡi cho nó sạch sẽ. Đấy cho vừa nó thơm mồm thơm miệng này. Thứ hai là nó các bác để ăn uống các thứ là xong. Đấy thức ăn nữa các thứ nó bám dính vào trong lưỡi rất là hay bị vi khuẩn bệnh nấm lưỡi thứ rồi. Đấy các bác mua cây này về các bác vệ sinh lưỡi em rất sạch sẽ ok luôn. Đấy cạo này cứ thế các bác cạo nó hết những cái chất nhờn chất cặn ở trên lưỡi các bác đi là sạch sẽ ok luôn. Đấy khoang mồm khoang miệng sạch sẽ hơn nhá. Cây cạo lưỡi nhá, cả hộp này luôn là 20.000 một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây vòi đồng tưới cây này. Đấy, vòi đồng tưới cây, cây này thì tại vì em đang bán giá cũng rất là bình dân nên bác sẽ mua giá chỉ còn có 30.000 thôi, 30k nhá. Lên mã em sẽ là cái cây vòi đồng. Đấy, vòi đồng tưới cây đang bán nó bác là 40.000 thôi nhá, 40k, 40.000 cho một cái cây vòi đồng tưới cây nha. Đấy 40k một cái vòi này nhá, vòi đồng tưới cây. Đấy, nó là một chiếc vòi nhá, một chiếc vòi. Đấy, một chiếc vòi bằng đồng này. Đấy đây đấy, cầm rất chắc chắn luôn. Và bên em có gửi kèm thêm cho bác là một cái vòng đai siết này. Đấy về các bác kết nối cái này vào nguồn nước và các bác dùng cái đai siết này các bác siết cho nó ôm chặt vào. Đấy có tặng kèm nữa một cái đai siết. Còn đây là cái thân vòi chính nhá, thân vòi chính nhá. Đấy thân vòi chính, con này nó có chỉnh được các chế độ nước không nhá, chỉnh được các chế độ nước này. Các bác chỉnh tia xa, tia phun xa, tia phun gần này, rồi là các bác chỉnh các chế độ nước, ví dụ như là phun xương này, phun hạt to hạt nhỏ là các bác xoay cho em cái vòng này nhá. Đấy cái vòng này là cái vòng chỉnh chế độ nước nhá, để sao mà các bác phù hợp với cái cây cối như mình phun. Đấy phun tưới cây này, phun rửa sân các thứ này. Đấy rửa sân thì sướng, tưới cây. Đấy các bác lắp vào cái nguồn nước nhà mình, về các bác có dây sẵn rồi, các bác mua cái vòi này về các bác lắp vào là xài thôi. Có tặng kèm thêm cho bác là một cái đai siết nha, để về các bác kết bắt kết nối với cái dây nhà mình và các bác dùng cái đai siết này các bác siết và nó chặt chẽ này. Đấy
Ok luôn, 40 ngàn nhá. Đấy, 40 ngàn cho một chiếc vòi đồng tưới cây. Cầm rất là nặng luôn. Đấy, đồng ngon lành luôn nhá. Vòi đồng tưới cây 40k một chiếc này. Dạ vâng, tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cái này là cái cây tỉa lông mũi này. Lên mã em sẽ cái cây tỉa lông mũi nhá. Cây tỉa lông mũi này thì hiện tại em đang gửi bác giá cũng rất là hạt rẻ bình dân. Lên mã em sẽ cái tỉa lông mũi. Đang gửi bác một cái tỉa lông mũi này với giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một cái tỉa lông mũi này, giá nó rất là hạt rẻ. Đó. Cái này thì về đây. Về thì các bác chỉ việc là mở nắp hộp này, sau đó các bác lấy cái này cho thẳng vào trong lỗ mũi của bác và các bác bấm cho em. Đấy, bấm cho em thì con này nó đây, nó dạng vòng xoay này. Đấy, vòng xoay ngược, vòng xoay xuôi này. Nó sẽ nghiến đứt hết những cái lông mũi bác nhá. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái cây kéo các thứ rồi, các bác chọc vào lỗ mũi. Đấy, các bác cắt nó rất là nguy hiểm đúng không? Đấy, các bác mua ngay cho em một cái cây tỉa lông mũi này về. Các bác cho vào, các bác cứ bóp đều tay cho, bóp đều tay. Cực kỳ an toàn, hiệu quả. Đấy, không gây đau rát, không gây chảy máu mũi nhá, mà đôi khi ví dụ các bác gây xước sát chảy máu mũi nhá, nó rất là khó vệ sinh rồi là khó chữa vết thương nhá. Đấy, đi bác mua cho này, vừa an toàn vừa hiệu quả mà rất ok, giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi mà sử dụng rất ok luôn. Lên mã em sẽ là cái cây tỉa lông mũi nhá, giá đang gửi bác là 30.000 một cây này. Đấy, 30k cho một cái cây tỉa lông mũi nhá, nói chung là dùng ok, một cái sản phẩm nó liên quan đến vấn đề sức khỏe an toàn thì bác nên sắm cho em một cây nha, tỉa lông mũi 30.000 một cây. Kem đánh răng Nhật và thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn đang còn hàng và hiện tại vẫn đang được giảm giá trong cái dịp cuối năm này nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì hiện tại đang có giá là 60.000 một típ thôi nhá, chỉ có 60.000 thôi, giá rất là bình dân. Hàng của thương hiệu Santa, một típ kem đánh răng của Nhật này thì sẽ có trọng lượng là 170g nhá. Đấy, dòng kem đánh răng muối cực kỳ là tốt cho hệ lợi có nhá. Đấy, hệ lợi yếu này. Đấy, các bác mua cho em này, hoặc là răng bị ê buốt thì các bác mua cho em sản phẩm này về dùng rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì em cũng đang dùng, nhà em cũng đang dùng thực tế khoảng tầm 2 năm nay, em thấy rất là ok luôn, đánh cực kỳ sạch nhá, đánh rất là sạch luôn. Bình thường đấy các bác đánh như dạng này, cái răng kia nó rất là hay bị bó răng, cái này các bác đánh xong là cảm giác răng lại nhẹ mồm luôn. Đấy, dùng rất thích nhá, một típ là 170g. Đấy, rất tốt cho lợi này rồi níu này, bác nào hay bị ê buốt chảy máu chân răng này dùng cực kỳ tốt luôn. Đấy, dùng cực kỳ tốt luôn, kem răng của Nhật nhá, của thương hiệu Santa. Đó, một típ kem răng của Nhật nha, sẽ có giá là 60.000 nhá, 60.000. Lên mã em sẽ là, giúp cho em sẽ là kem Nhật hoặc là kem răng của Nhật, đang có giá là 60k một típ nhá, 60k cho một típ kem răng Nhật này. Đấy, các bác thử mua một vài típ về trải nghiệm dùng cực kỳ ok, em đảm bảo bác luôn, dùng nghiện luôn. Đấy, nó có một cái vị muối the the mát nhá, dùng thích lắm. Đó, 60k một típ kem răng của Nhật nha. Đấy, cái này em bán khá là nhiều, con những bác lấy cả chục típ luôn, mua về làm quà tặng cũng rất ok nhá. Đấy, 60k một típ cái dòng Nhật này. Ngoài ra thì đây, thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn còn hàng để vụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc nhỏ mắt này của thương hiệu Roto. Đây, thương hiệu Roto này. Đấy, logo Roto nhá. Thuốc nhỏ mắt chứa toàn những thành phần rất là tốt cho mắt, ví dụ là vitamin E này, B6 này, muối natri này, rồi là kali, toàn những thành phần giúp bổ mắt này, sáng mắt này, đặc biệt cho bác nào hay bị mờ mắt này, mắt kém này. Đấy, rồi là các bác người già dùng rất là tốt luôn nhá. Một cái lọ thuốc nhỏ mắt 12ml nha, thì bên em cũng đang gửi bác giá thì cũng rất là bình dân thôi, chỉ có là đi 60.000 thôi nhá, bằng giá với kem đánh răng luôn, 60k nhá. Lên mã em sẽ là thuốc nhỏ mắt của Roto, hàng mới và nguyên siêu này. Đấy, hàng mới và nguyên siêu cho bác này, 60k một típ này nhá, 60k một típ này. Nhiều bác hỏi là hàng này còn đết không thì em báo luôn này, những cái hàng mà liên quan đến sức khỏe thì yên tâm là đết bên em vẫn rất là quan trọng nhá. Con này đết là đến tháng 5 2026 này, nên là các bác yên tâm nhá, dùng thoải mái đi. Đấy. Thuốc nhỏ mắt của Nhật nhá, rất là tốt cho mắt luôn. Đấy, rõ vào dù các bác trước khi đi ngủ các bác rõ vào sáng dậy các bác thấy khác hẳn luôn. Đấy, dùng khác bọt hẳn luôn. Đấy, hàng của Nhật, hàng của hãng Roto nên là dùng nó vẫn chất lượng các bác nhá. 60k một lọ thuốc nhỏ mắt của Roto nhá. Đây, tiếp theo thì em về luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái bóng đĩa bay. Em báo giá luôn. Bóng này thì bên em đang gửi bác là 40.000. Đấy, tại sao nó gọi là bóng đĩa bay thì các bác nhìn này. Nó như là một cái chiếc đĩa bay. Và cái con này là cái tầm sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng, nó không bị góc chết nhá các bác nhá. Vì nó là một cái mặt phẳng nha. Đấy, nó không bị góc chết. Cái tầm ánh sáng nó tỏa ra rất là rộng. Đấy, để các bác có thể lắp là nó, các bác thả rơi từ trên trần xuống này. Đấy, thả trên trần xuống thì tầm ánh sáng nó ra nó rất là rộng, nó không bị điểm chết nhá, nó không bị điểm mù, nó không bị khuất cái góc nào cả, nên là nó cái tầm tỏa sáng nó rất là rộng. Nên các bác, nếu các bác lắp ở phòng khách các thứ giờ thì các bác lắp xem con này. Đấy, hoặc là view nha, lắp ở những cái con bóng chỗ âm trần các thứ giờ các bác lắp con này cũng vào. Đấy, thay những cái con kia, lắp con này vào thành một con bóng đèn luôn, các bác xài rất ok. Con này bóng sáng lắm, con này công suất của nó là 40W này, sử dụng cho em điện 220 có nhá, điện 220.
Con này thì mã của nó sẽ là bóng đĩa bay, em báo giá luôn là 40 ngàn một con quả nha. Đấy, bóng đĩa bay. Tên của nó sẽ hơi lạ chút đấy, có đây không? Rất sáng nha. Đấy đây không? Sáng lắm con này. Sáng cực kỳ luôn. Đó, rất hay nhá. Mà cái ánh sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng nhá, nó không như những cái ánh sáng những cái con bóng tròn là nó bị góc khuất nhiều, nên là khi mà các bác xài sử dụng là nó không tỏa ra ánh sáng rộng. Như con này nó là cái dạng phẳng này nha, nên khi mà sử dụng cái ánh sáng nó tỏa ra rộng nhá. Bóng đĩa bay nhá, nhớ mã cho em, nó sẽ là bóng đĩa bay, công suất là 40W và sử dụng điện 220, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy phổ thông. Đấy, thiết kế rất chắc chắn luôn, là 40 ngàn một quả nha. Đấy, 40 ngàn một cái quả bóng đĩa bay này các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái con bóng 45W này. Con này thì nó là thiết kế dạng hình trụ tròn nha. Đấy, hình trụ trụ tròn. Cái này thì nó theo cái dạng thiết kế truyền thống hồi xưa rồi. Đấy. Hàng cũng rất là xịn luôn nhá. Con này 45W nhá. Em báo giá luôn, nó cũng giá là 40 ngàn thôi. Đấy, còn cái con này công suất nó sẽ cao một chút là 45W thì đương nhiên nó sẽ sáng hơn rồi. Đấy, khá là sáng nha, con này sáng lắm. Đó, sáng hơn con 40W kia một chút. Đây sẽ lắp cho bác con này. Con này thì nó là thiết kế dạng bóng tròn ạ. Đấy, bóng rất là sáng nhá. Đây. Đấy, bóng sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn. Đấy đâu, sáng trắng luôn này. Đó. Rất tiện dụng nhá. Bóng của nó sẽ là bóng bóng tròn. Đấy, cái này em quay lên nó hơi bị nháy một chút thôi nhá. Đó. Còn bên ngoài các bác nhìn mắt thường sáng lắm, nhìn chói mắt luôn đấy. Đấy, con này là bóng cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn 45W nhá. Bóng tròn. Công suất của nó sẽ là 45W. Con này thì bên em đang gửi bác giá là 40 ngàn. Đấy, hầu hết thì những cái bóng bên em đang gửi bác toàn bộ nó là bóng giải, bóng bóng LED siêu sáng nhá, và có chế độ tiết kiệm điện nên các bác yên tâm dùng ok. Đấy, không lo nó bị tốn điện hay lo nó bị cháy chết cả, vì bây giờ hầu như toàn bộ của nó là toàn dùng bằng chip mắt LED rồi, nó không phải như dạng sợi đốt hay như hồi xưa ấy, là các bác xài nó rất là dễ cháy. Như con này dùng rất là bền, xong rồi dùng bền lắm. Đó, cái con này trước em cũng bán rất nhiều này. Và đấy, lại tiếp tục với cái lô này. Đấy. Thì con này bên em đang gửi bác là 40 ngàn một quả bóng 45W nhá. 40 ngàn một quả bóng 45W, bóng trụ tròn các nhá, bóng trụ tròn. Đó đây. Sáng lắm, con này sáng cực kỳ luôn. Đấy, về các bác nói chung là những cái con bóng đĩa bay này, con bóng tròn này hoặc là con bóng đĩa bay vừa quay này, thì mấy con này về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý rồi. Hầu như là những cái mã bên em đang bán cho bác chủ yếu các bác xài gia đình là ok luôn. Đấy, về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý. Đó, 40 ngàn coi nhá. Bóng rất chắc chắn luôn, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện ok. Đó, 40 ngàn một quả, công suất là 45W. Còn cái con bóng đĩa bay kia thì đang bán là cũng 40 ngàn luôn. Đấy, công suất là 40. Ngoài ra thì chắc là nhiều bác thắc mắc tại sao bên em lại có cái đuôi này, đuôi rất là hay này. Đấy, thì em cũng gửi bác luôn. Cái đuôi này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 30 ngàn một cái. Cái con đuôi này là nó có tích hợp cái bóng điện này này. Đấy, à, tích hợp với công tắc này, lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, rất là tiện dụng luôn. Và cái ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng này. Đấy, bẻ các hướng đi chưa, bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đây, bẻ các hướng đi luôn. Đấy, các bác thích hướng nào các bác bẻ hướng đấy các bác nhá, rất tiện dụng. Và lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, dùng bật lên không dùng tắt đi chưa, rất tiện dụng nhá. Nó có tích hợp cả cái công tắc ở cái lò ở cái đuôi đèn này này. Đó, cái đu đèn này. Đấy, thì đây hàng của nó thì mới nguyên trung bình nha. Đấy, cái kia là anh em đang lấy để em hay test bóng cho bác, thì em báo giá luôn nhá. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo giá của nó sẽ là đi 30k, 30 ngàn một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, tại sao gọi là đuôi lò xo, vì ở đây nó có cái phần lò xo, nó có thể bẻ đi các hướng các kiểu, thì bên em hay gọi là cái đuôi lò xo. Đấy, nó có tích hợp cả công tắc bật tắt ở cái phần đuôi luôn. Giá của nó sẽ là 30k một cái đuôi lò xo nhá, 30 ngàn một cái thôi. Giá rất bình dân mà rất là hay. Đấy, nó rất là tiện nhá, các bác dùng ở đâu cũng được. Đấy, cắm nào được, mình cứ rút ra cắm ra chỗ khác rất là tiện. Nói chung là nó như một chiếc đuôi di động luôn, mình có thể di chuyển mọi chỗ mọi nơi, và nó có tích hợp công tắc rất tiện dụng nhá. 30k một cái. Đĩa bay em báo giá luôn, bóng này thì bên em đang gửi bác là 40 ngàn. Đấy, tại sao nó gọi là bóng đĩa bay thì các bác nhìn này, nó như là một cái chiếc đĩa bay. Và cái con này là cái tầm sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng, nó không bị góc chết nhá các bác nhá, vì nó là một cái mặt phẳng nha. Đấy, nó không bị góc chết, cái tầm ánh sáng nó tỏa ra rất là rộng. Đấy, để các bác có thể lắp là nó, các bác thả rơi từ trên trần xuống này. Đấy, thả trên trần xuống thì tầm ánh sáng nó ra nó rất là rộng, nó không bị điểm chết nhá, nó không bị điểm mù, nó không bị khuất cái góc nào cả, nên là nó cái tầm tỏa sáng nó rất là rộng. Nên các bác nếu các bác lắp ở
phòng khách các thứ giờ đây các bác lắp trong con này. Đấy, vào là view nè, lắp vào những cái con bóng chỗ âm trần các thứ giờ các bác lắp con này cũng vào. Đấy, thay những cái con kia, lắp con này vào thành một con bóng đèn luôn các bác, sáng rất ok. Con này bóng sáng lắm. Con này công suất của nó là 40W này, sử dụng cho em điện 220 có nhá, điện 220. Con này thì mã của nó sẽ là bóng đĩa bay, em báo giá luôn là 40.000 một con quả nha. Đấy, bóng đĩa bay. Tên của nó sẽ hơi lạ một chút đấy, có đây không? Rất sáng nhá. Đấy đây không? Sáng lắm con này. Sáng cực kỳ luôn. Đó. Rất hay nhá. Mà cái ánh sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng nhá, nó không như những cái ánh sáng những cái con bóng tròn là nó bị góc khuất nhiều, nên là khi mà các bác xài sử dụng là nó không tỏa được ánh sáng rộng. Như con này nó là cái dạng phẳng này nha, nên khi mà sử dụng cái ánh sáng nó tỏa ra rộng nhá. Bóng đĩa bay nhá, nhớ mã cho em, nó sẽ là bóng đĩa bay, công suất là 40W và sử dụng điện 220. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy phổ thông. Đấy, thiết kế rất chắc chắn luôn, là 40.000 một quả nha. Đấy, 40.000 một cái quả bóng đĩa bay này coi nhá. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái con bóng 45W này. Con này thì nó là thiết kế dạng hình trụ tròn nha. Đấy, hình trụ tròn. Cái này thì nó theo cái dạng thiết kế truyền thống hồi xưa rồi. Đấy, hàng cũng rất là xịn luôn nhá. Con này 45W nhá, em báo giá luôn, nó cũng giá là 40.000 thôi. Đấy, còn cái con này công suất nó sẽ cao một chút là 45W, thì đương nhiên nó sẽ sáng hơn rồi. Đấy, khá là sáng nha, con này ánh sáng lắm. Đó, sáng hơn con 40W kia một chút. Đây sẽ lắp cho bác con này. Con này thì nó là thiết kế dạng bóng tròn ạ. Đấy, bóng rất là sáng nhá. Đây. Đấy, bóng sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn. Đấy đâu, sáng trắng luôn này. Đó. Rất tiện dụng nhá. Bóng của nó sẽ là bóng bóng tròn. Đấy, cái này em quay lên nó hơi bị nháy một chút thôi nhá. Đó. Còn bên ngoài các bác nhìn mắt thường thì sáng lắm, nhìn chói mắt luôn đấy. Đấy, con này là bóng cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn 45W nhá. Bóng tròn. Công suất của nó sẽ là 45W. Con này thì bên em đang gửi bác giá là 40.000. Đấy, hầu hết thì những cái bóng bên em đang gửi bác toàn bộ nó là bóng giải, bóng led siêu sáng nhá, và có chế độ tiết kiệm điện nên các bác yên tâm dùng ok. Đấy, không lo nó bị tốn điện hay lo nó bị cháy chết cả, vì bây giờ hầu như toàn bộ của nó là toàn dùng bằng chip mắt led rồi, nó không phải như dạng sợi đốt hay như hồi xưa ấy, là các bác xài nó rất là dễ cháy. Nhưng con này dùng rất là bền, xong rồi dùng bền lắm. Đó, cái con này trước em cũng bán rất nhiều này. Và đấy, lại tiếp tục với cái lô này. Đấy. Thì con này bên em đang gửi bác là 40.000 một quả bóng 45W nhá. 40.000 một quả bóng 45W. Bóng trụ tròn có nhá, bóng trụ tròn. Đó đây. Sáng lắm, con này sáng cực kỳ luôn. Đấy, về các bác nói chung là những cái con bóng đĩa bay này, con bóng tròn này hoặc là cái con bóng đĩa bay vừa quay này, thì mấy con này về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý rồi. Hầu như là những cái mã bên em đang bán cho bác chủ yếu các bác xài gia đình là ok luôn. Đấy, về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý. Đó, 40.000 coi nhá. Bóng rất chắc chắn luôn, sử dụng dòng chip led siêu sáng, tiết kiệm điện ok. Đó, 40.000 quả, công suất là 45W. Còn cái con bóng đĩa bay kia thì đang bán là cũng 40.000 luôn. Đấy, công suất là 40. Ngoài ra thì chắc là nhiều bác thắc mắc tại sao bên em lại có cái đuôi này, đuôi rất là hay này. Đấy, thì em cũng gửi bác luôn. Cái đuôi này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Cái con đuôi này là nó có tích hợp cái bóng điện này này. Đấy, tích hợp với công tắc này, lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, rất là tiện dụng luôn. Và cái ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng này. Đấy, bẻ các hướng đi cho em. Bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đây. Bẻ các hướng đi luôn. Đấy, các bác thích hướng nào các bác bẻ hướng đấy. Các bác nhá, rất tiện dụng, và lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, dùng bật lên không dùng tắt đi cho em. Rất tiện dụng nhá, nó có tích hợp cả cái công tắc ở cái lò ở cái đuôi đèn này này. Đó, cái đuôi đèn này. Đấy, đi đây, hàng của nó thì mới nguyên trung bình nha. Đấy, cái kia là như em đang lấy để em hay test bóng cho bác, thì em báo giá luôn nhá. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30.000 một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, tại sao gọi là đuôi lò xo? Vì ở đây nó có cái phần lò xo, nó có thể bẻ đi các hướng các kiểu, thì bên em hay gọi là cái đuôi lò xo. Đấy, nó có tích hợp cả công tắc bật tắt ở cái phần đuôi luôn. Giá của nó sẽ là 30.000 một cái đuôi lò xo nhá. 30.000 một cái thôi, giá rất bình dân mà rất là hay. Đấy, nó rất là tiện nhá, các bác dùng ở đâu cũng được. Đấy, cắm nhà được, mình cứ rút ra cắm ra chỗ khác rất là tiện. Nói chung là nó như một chiếc đuôi di động luôn, mình có thể di chuyển mọi chỗ mọi nơi, và nó có tích hợp công tắc rất tiện dụng nhá. 30.000 một cái. Thế quân bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã cho em sẽ là túi da đeo hông nhá, 35.000 một chiếc.
Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhé, thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này, đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này, này. Đây là màu đen này, đấy, con đây là màu nâu đây, đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè, về các bác có đeo cái thắt lưng ấy, đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này, đó các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này, đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá, mà hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào bán nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đem đeo bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng và các bác đeo vào xem, quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này rất đẹp, rất tiện luôn. Này đấy, lấy ra lấy tiền hay nong nó cá này, đó rất tiện dụng nhá, rất ok. Đấy, mình lấy gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá, có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k, cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông 35.000 một cái, hai màu là màu đen màu nâu, lấy màu nào báo nha em nhá, túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo rồi, ba ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn, điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này, đấy, nhựa sừng, về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào, đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn, giá đi em báo luôn, bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000 lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k có nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000, giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá, keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa các bác biết rồi.
thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi à, các thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay. Là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào. Và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhé. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây em lấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này, nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, nên khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m quá nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây mô phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật, giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu là cứ hết đấy các bạn, vì nó không có hàng, nó không có đều các bạn, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nhà các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây,
Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ, bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hàng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này. Mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả. Hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô. Cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu. Nên là các bác tranh thủ chốt đơn ngay luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ, ăn bàn, những thứ rồi. Mình đeo vào, đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đấy, đấy các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Em lại về cái lô đèn led 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty, cực kỳ xịn sò của bác luôn. Đấy. À, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, nó không có hàng thanh lý, thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt ấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm vào là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng, đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua một chỗ đấy. Đấy, còn đây chủ em review cho bác cái này. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này, rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các nhìn này. Đấy, thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, chứ không phải vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thế thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé, đấu sai dây là em chịu các nhá, nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá. Đây, test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này. Dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó, đây, em pha bác luôn này. Mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa? Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa đây, con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không? Quá ngon lành, các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm. Các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À, con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng. Ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế này. Thôi không lấy nữa, đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô, hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn
40.000. 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha led 12V.